Xin chào các thầy cô. Các thầy cô có nghe tốt không ạ? Nếu các thầy cô nghe tốt, xin mời chúng ta có thể thả like, tim hoặc là gõ vào trong chat box giúp tôi ạ. Cảm ơn các thầy cô. Bây giờ là 9 giờ, chào mừng các thầy cô đến với buổi chia sẻ về công nghệ khai thác sử dụng học liệu.vn và một số những cái chia sẻ của tôi với các thầy cô về sử dụng công nghệ trong việc giảng dạy và sử dụng trong việc giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là với bộ sách giáo khoa tiếng Anh Global Success của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hy vọng mà mọi thứ hiện nay đều đang tốt, đường truyền mọi thứ tốt chứ các thầy cô. Nếu các thầy cô nghe ổn thì xin vui lòng hãy cho tôi một trái tim nho nhỏ và thả vào trong comment của chúng ta. Cảm ơn các thầy cô. À, tôi xin phép các thầy cô nhấp ngụm nước nhé. Các thầy cô có thể nhâm nhi chén trà, cà phê để chúng ta cùng nhau chia sẻ và cùng nhau nói chuyện về công nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn thầy cô. Và đây, để không mất thời gian của các thầy cô nữa thì lời đầu tiên cá nhân tôi muốn cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã dành thời gian một buổi sáng chủ nhật mùa thu rất đẹp trời, thời tiết hôm nay ở các vùng miền tôi tin là cũng rất là đẹp. Và vậy thì hy vọng ngày hôm nay với những nội dung mà tôi chia sẻ với thầy cô, chúng ta sẽ không chỉ có những cái thông tin để khai thác một cái nền tảng mà đang được nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rất chú ý ngày nay hiện nay và tập trung phát triển là học liệu.vn, mà chúng ta còn nhìn lại xem, rà soát lại xem trong suốt 4 tuần dạy vừa qua, chúng ta có từ mùng 5 tháng 9 mà chúng ta đã đến, nếu theo lịch của tôi tính thì các thầy cô đang ở trong khoảng tuần 4 tuần 5. Thế thì trong cái khoảng thời gian vừa qua có những vấn đề gì khúc mắc, cá nhân tôi cũng nhận được cũng rất nhiều những góp ý, những cái chia sẻ và những cái lời kêu gọi giúp đỡ SOS từ các thầy cô ở các địa phương gửi nhắn cho tôi hoặc gửi qua hệ thống nhờ thầy Tuấn Anh ơi giúp em với, em không xử lý cái này, và chúng ta đều được hỗ trợ để có thể sử dụng khai thác tốt nhất. Thì một lần nữa cảm ơn thầy cô và cũng tranh thủ cảm ơn luôn nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã mời tôi để tôi có cơ hội đến đây với các thầy cô và chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tôi có được để giúp các thầy cô giảng dạy tốt hơn trong quá trình công tác của mình. Vâng, tôi đang đọc comment ở đây. Cảm ơn các thầy cô nhé. Chúng ta có thể vào và gửi lời chào đến tất cả mọi người ở trong khán phòng. Hôm nay tinh thần là vui vẻ thôi các thầy cô nhá, informal, chúng ta sẽ cùng nhau làm rất thoải mái. Các thầy cô có câu hỏi gì, và đặc biệt các thầy cô này, tôi rất mong các thầy cô nếu thấy có kinh nghiệm gì hay, ví dụ liên quan đến xử lý audio, liên quan đến cái này cái kia, hoặc các thầy cô đang khai thác học liệu.vn một cách sáng tạo, thông minh, linh hoạt, các thầy cô gõ vào trong chat comment để chúng ta chia sẻ cho đồng nghiệp của mình. Và tôi coi đây là một cái diễn đàn mà chuyên môn, professional forum, một cái diễn đàn chuyên môn tuyệt vời để chúng ta trên toàn quốc kết nối lại với nhau và cùng chia sẻ vì sự phát triển chung của cái ngành tiếng Anh của chúng ta. Thế nhá, tinh thần là như vậy, rất thoải mái. Những gì tôi chia sẻ với thầy cô dựa trên kinh nghiệm của tôi, dựa trên những cái mà tôi học hỏi được qua thời gian, học hỏi từ phía thầy cô khi tôi đi tập huấn trên mọi miền tổ quốc nữa. Nên nếu có thầy cô có kinh nghiệm gì hay, hãy chia sẻ vào trong chat box, vào trong comment. Cảm ơn các thầy cô. Và chúng ta cùng bắt đầu nội dung của ngày hôm nay. Trên màn hình các thầy cô có thấy cái slide của tôi với có tên gọi là khai thác học liệu.vn và công nghệ. Nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ không đi nói nhiều về những cái mảng công nghệ khác nhau mà buổi trước, ngày trước ấy, tôi đã từng chia sẻ với thầy cô. Các thầy cô có nhớ năm ngoái cũng tầm tầm giờ này này, tháng 11 này, chúng ta cũng đã có một cái hội thảo và tôi cũng là cái speaker của ngày hôm đó. Các thầy cô có thể vào YouTube, tao gõ Global Success công nghệ thông tin là nó sẽ ra cái clip này. Clip này hiện nay đã được đưa lên YouTube để các thầy cô xem lại, và trong đó tôi đã chia sẻ với các thầy cô những cái tính năng, những cái chia sẻ Bây giờ là 9 giờ không. đó, các thầy cô có thể nhìn thấy, chúng ta cùng xem lại đó, những cái này. Và tôi đã hướng dẫn các thầy cô những công cụ như là xử lý audio sử dụng Audacity. Các thầy cô còn nhớ công cụ này không ạ? Đó. Ví dụ tôi thu âm, tôi ghi lại những gì mà tôi đang nói ở đây chẳng hạn, vân vân. Hy vọng là công cụ đó. Rồi, thế thì các thầy cô đang có công cụ này, đồng thời tôi cũng chia sẻ Các thầy cô chúng ta tạo ra thêm cái không gian đây. bằng cách là Đấy, như vậy tôi đang bật cái tiếng YouTube này của clip này để các thầy cô chúng ta đừng quên là có một clip từ năm ngoái tôi đã cùng với các thầy cô ta khám phá những cái công nghệ hữu ích cho việc ta xử lý âm thanh hay là xây dựng crossword vân vân. Các thầy cô xem lại nhá, rất hữu dụng đấy ạ. Thế tôi tạm thoát cái này đi để chúng ta tập trung vào cái khác. Những công cụ khác tôi sẽ nói thêm sau, thì các thầy cô hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói rất cụ thể
về học liệu.vn. Nhưng trước khi vào học liệu.vn, ta hãy mào đầu một chút với một số những cái mà tôi cho rằng khi chúng ta đã ổn về góc nhìn, đánh giá về nhận thức công nghệ trong giảng dạy thì chắc chắn là tôi tin các thầy cô chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận những cái mới thôi. Một câu hỏi đầu tiên đi, mời các thầy cô gõ vào trong chat comment một chút nhỉ. Các thầy cô hiện nay có đang dùng học liệu.vn trong việc giảng dạy của mình không? Nó bao gồm này, trong soạn giáo án này, lên lớp có thể không dùng cũng được vì không có đủ điều kiện chẳng hạn, nhưng ở nhà tôi có đang dùng không này, lên lớp tôi có dùng không đó, tôi có đưa học sinh vào sử dụng nó ở một cấp độ nào đó không, thì các thầy cô có thể gõ vào trong chat giúp tôi ạ. Cũng là chúng ta như là một cái cách để nhà xuất bản và bên kỹ thuật họ xác định xem có problem gì không. Ví dụ như là tôi nhận được các cuộc gọi hôm nay, cách đây 3 tuần tôi nhận được một gọi từ Nam Định. Một cô giáo gọi điện cho tôi bảo thầy ơi, học liệu lỗi. Tôi mới giật mình, tôi bảo ơ thế à, để tôi vào tôi xem. Cô chỉ tôi, hóa ra là lỗi không phải học liệu, tôi máy tôi chạy ngon. Thế thì lỗi ở đâu? Hóa ra là thiết bị của cô ấy. À, cô bảo em không nghe được âm thanh. À, hóa ra là lỗi của cô ấy ở cái cạp audio của cô ấy, trên máy tính cô ấy bị hỏng, lỗi. Thế là tôi mới bảo là thế thì cô phải check lại xem thiết bị ra sao. À. Vâng, cảm ơn các thầy cô đang nhìn thấy những phản hồi của các thầy cô. Có người bảo là phần game ít vậy hay vân vân. Lát nữa tôi sẽ nói các thầy cô về cái định hướng phát triển của học liệu.vn nhé. Mọi thứ đang là bắt đầu và rất tươi mới. Chúng ta hãy đợi chờ những cái sản phẩm và những cái giá trị tích hợp tiếp theo vào học liệu.vn. Và bản thân tôi từ năm ngoái đến năm nay nó đã là một sự đột phá rất lớn. Nếu thầy cô nào theo học liệu.vn từ năm ngoái, đi tập huấn khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, nói thật không có gì để nói quá nhiều về học liệu.vn. Nhưng năm nay khi mọi thứ được chuyển dịch và trọng tâm phát triển thì học liệu.vn đã lột xác, vẫn còn đó những problems đúng không ạ, những cái lỗi nọ kia vân vân, nhưng nó đang được xử lý từng ngày và tôi thấy là những cái thay đổi đó là rất đáng khen và khích lệ. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Và như vậy nhiều thầy cô đang sử dụng, một số thầy cô bảo là có lỗi nọ kia vân vân. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng thử, các thầy cô vào đi nhé, chúng ta cùng vào học liệu.vn. Thế thì bây giờ tôi sẽ cùng với các thầy cô ta bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay. Khi mà các thầy cô ngồi đây đều là những người quan tâm đến công nghệ, đều là những người mong muốn có thêm những thông tin mới. Thế ta hãy cùng check xem IT Profile Checklist. Ta cùng xem là cái các thầy cô đã chuẩn bị những gì để khi chúng ta vào trong học liệu.vn. Ở đây tôi có nói đến cái đầu tiên, đó là các thầy cô cần chú ý nhiều người đang lạm dụng điện thoại smartphone để vào học liệu.vn. Và cái này là điều không nên. Chúng ta có thể đi tập huấn ta dùng smartphone cho tiện, nhưng tôi đi tập huấn khắp nơi tôi đều dặn là cái này chỉ để cho tiện thôi. Vì hệ thống nó hoạt động tối ưu nhất trên laptop hoặc trên máy tính cá nhân ở phòng học của thầy cô hoặc ở nhà các thầy cô. Đây là lý tưởng nhất. Do đó nếu các thầy cô dùng trên các thiết bị khác, thiết bị thông minh, nó sẽ có những cái xung đột nhất định hoặc nó chưa được tối ưu hóa. Do đó các thầy cô đừng trách đội kỹ thuật, đừng trách nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, vì người ta khẳng định rằng nó hoạt động tốt nhất ở trên laptop hoặc PC. Vậy các thầy cô tích xem mình có đang mở ở trên các thiết bị này hay không. Thứ hai, email và password. Rất chi là buồn khi mà các thầy cô liên lạc với tôi, hỗ trợ rất nhiệt tình, nhưng bảo nào mời cô đăng nhập vào, cô còn nhớ password để vào email không thì không nhớ. Tức là có những giáo viên hiện nay đến bây giờ vẫn không biết password của mình với email là như thế nào. Vì dùng quen thuộc, nó Google nó lưu sẵn ở trên Chrome rồi, nên thành ra là khi đăng nhập, khi cần phải kích hoạt ở đâu đó thì lại không nhớ password. Các thầy cô chỉ cần ấn vào bên dưới là tôi đã quên password, rồi nó sẽ có cái hướng dẫn các thầy cô từng bước để chúng ta lấy lại mật khẩu. Nên cái tích số 2 là nhiều thầy cô hiện nay đang dùng email, liệu có nhớ password của mình không, hay là do nó có quá nhiều hay là do mình dùng quá nhiều quen thuộc rồi, lâu rồi không đăng nhập nên mình không nhớ password. Thứ ba của tôi đó là sách mềm.vn. Tại sao tôi nói sách mềm.vn đây? Vì nhiều người chúng ta vẫn đang say đắm với tình yêu sách mềm.vn. Chúng ta vào học liệu thì có sách mềm 2.0, nhưng các thầy cô thường cứ thích bỏ từ 2.0 đi mà chúng ta dùng sách mềm.vn. Cái vui ở đây là nếu các thầy cô đã quen với sách mềm.vn thì tuyệt vời rồi, vì chúng ta không lạ gì các tác vụ và cái giao diện của sách mềm, nó quá hay. Tôi luôn nói với các thầy cô khi mỗi khi tôi đi tập huấn là sách mềm thực sự là quá hay.
trong đại dịch đã chứng minh sức mạnh của nó, và ngay bây giờ nhiều thầy cô không có sách mềm dạy rất mệt. Các thầy cô thử gõ vào chat box giúp tôi nào, sách mềm có ổn không các thầy cô? À, đánh giá chung cảm nhận ta sử dụng nhé, sách mềm.vn ngày trước của chúng ta có ổn không ạ? Vâng, cảm ơn thầy cô đã có những cái phản hồi. Đó, sách mềm ổn đúng không ạ? Sách mềm ổn có nghĩa là chúng ta đang tin tưởng nó và chúng ta yêu nó. Tôi tin nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rất vui về điều này. Tuy nhiên, các thầy cô chú ý này, chúng ta đã có ChatGPT, chúng ta đã có Bing, chúng ta đã Google. Bây giờ các thầy cô không khó, chúng ta thử nhé. Chúng ta thường hay tìm kiếm, đây tôi sẽ vào một cái công cụ, các thầy cô cùng với tôi nhé. Chúng ta có công cụ Bing của Microsoft. Bing là một công cụ tìm kiếm cũng giống như là của Google. Nhiều người không để ý cái này, nhưng chúng ta chỉ biết đến ChatGPT. Thực ra ChatGPT là sản phẩm sân sau được đầu tư bởi Microsoft và cái công nghệ AI. Bây giờ hiện nay cái công nghệ này nó đã ứng dụng ChatGPT vào đây rồi. Nghĩa là bây giờ các thầy cô hoàn toàn có thể hỏi và chúng ta chỉ việc gõ đây nó sẽ lọc ra làm việc như ChatGPT. Nhiều người cứ bảo làm thế nào dùng ChatGPT, thực ra những công cụ đã ứng dụng vào đây rồi. Ví dụ tôi sẽ đọc cho thầy cô một câu sau. Nào, help me write. Rồi, tôi phải lấy lại vì tôi đang nói tiếng Việt. Ok, nó để tôi nói lại nhá, tôi nói lại tiếng Anh. Ok này. Help me write an essay. Thì hiểu rồi, cái mic này nó ở xa quá. Rồi, đấy, các thầy cô có thể thử luôn nhé, thế tôi gõ đây cũng được. À, đây đang tiếng Việt à? À, nó nhận được tiếng Việt hay quá. Rồi, vậy thì tôi sẽ chủ đề mới. Trò chuyện tìm kiếm. Đây, các thầy cô cứ thử vào đây đi. Đây nhá, Bing này, tôi hướng dẫn lại nhá. Bing AI, các thầy cô vào đây, Bing AI. Khi chúng ta gõ Bing AI, nó sẽ cho ra kết quả và nó sẽ cho ra công cụ các thầy cô tìm kiếm để chúng ta chat với nó như tôi vừa làm với các thầy cô. Tóm lại, bây giờ chúng ta đang có một cái công cụ rất hay để các cô làm. Bây giờ tôi sẽ gõ vào đây. Đấy. Help me write an essay to answer the question of whether I should give my wife my credit card. Ví dụ như vậy. À, thế thì khi các thầy cô làm này một phát, các thầy cô có thể nói nhá, nó sẽ bắt đầu trả lời cho các thầy cô và nó cho ra một loạt những cái nhận diện khác nhau. À, các thầy cô thử trên máy của mình nhé, vì hiện nay tôi đang dùng ở trên máy của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nên có những cái về mặt cài đặt âm thanh rồi là ngôn ngữ thì nó chưa phù hợp lắm, nhưng ở đây là cái các thầy cô nhìn lên con trỏ của tôi này, nó đang ghi rất rõ là GPT phiên bản 4, GPT-4. À, tôi không phải là dân kỹ thuật nên tôi không hiểu lắm, nhưng tôi biết đây là một dạng nâng cấp của GPT, có nghĩa là nó đang rất hiện đại rồi. Thế thì ra quay trở lại cái mà tôi đang nói đến đây là gì. Chúng ta đã yêu sách mềm.vn, nhưng sách mềm.vn đã tồn tại lâu rồi, hơn 10 năm qua rồi. Và đến lúc sách mềm.vn nó hoàn thành sứ mệnh của nó, chúng ta cần phải tạm biệt nó thôi để đến với một nền tảng mới, công nghệ không bao giờ dừng lại. Và nếu các thầy cô đồng ý với tôi, xin cho tôi một cái thả tim. Công nghệ không bao giờ dừng lại, và chúng ta nếu như chỉ hài lòng với một thứ thì chúng ta sẽ đánh mất cái cơ hội để tận hưởng những cái công nghệ mới. Đấy, đấy là lý do vì sao tôi nói với thầy cô mục số 3 sách mềm.vn là các thầy cô nếu đã quen thì rất tốt, nhưng đừng đắm đuối với nó nữa. Hãy bước sang một thế giới mới, một người tình mới đi, là sách mềm 2.0. Đó là điều tôi rất mong muốn các thầy cô chúng ta gỡ bỏ cái tình yêu cũ để đến với tình yêu. Thứ tư là tài khoản học liệu.vn, thầy cô đăng nhập ổn hay không? Hiện nay một số thầy cô đang vào và ấn nhầm là tài liệu, tôi chọn tài khoản học sinh. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô từng bước đăng nhập lại từ đầu. Nên nếu thầy cô nào đã có rồi thì kiên nhẫn đợi tôi một chút nhé. Vì nhiều thầy cô vào đây mong muốn được hướng dẫn lại những cái bước đó, tôi sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Thì thầy cô sẽ được hướng dẫn. Nếu ai đã vô tình nhầm học sinh đừng lo.
Thầy cô hãy vào phần chat, lát nữa tôi sẽ chỉ luôn cho thầy cô phần chat đó như thế nào để thầy cô thông báo cho nhà xuất bản để họ chuyển cái đó sang thành giáo viên cho thầy cô. Và cái cuối cùng tôi để màu đỏ và nhấp nháy là các thầy cô đã có muốn thay đổi hay không. Tôi đi tập huấn nhiều, tôi biết mong muốn của nhiều giáo viên chỉ đơn giản là tôi cần file audio, tôi cần cuốn sách, và thế là tôi lên lớp tôi dạy thành công. Tuyệt vời, tôi tin các thầy cô dạy rất tốt. Thế nhưng cái việc đó nó đã diễn ra hàng chục năm nay rồi. Có những thầy cô chuẩn bị về hưu đã làm được rồi. Có những thầy cô mới ra trường cũng chỉ mong muốn an toàn như vậy thôi. Vậy câu hỏi đặt ra, các thầy cô ngồi đây với tôi đang nói về câu chuyện công nghệ học liệu.vn, thầy cô có muốn thay đổi hay không? Các thầy cô muốn thì sẽ làm được mà không cần đợi tôi, không cần đợi nhà xuất bản. Có phải đến bây giờ có học liệu.vn ta mới nói về câu chuyện công nghệ đâu? Đúng không các thầy cô? Chúng ta đã đi từ cái thời bập bẹ với PowerPoint, vật vã với PowerPoint. Nếu thầy cô nào khoảng tầm 40 trở ra đã từng tiếp xúc với PowerPoint những ngày đầu, hoặc là Zoom những ngày dịch Covid đó, rồi chúng ta vẫn vượt qua bởi chúng ta muốn. Và khi các thầy cô muốn có nghĩa là các thầy cô sẽ là không cần phải đợi học liệu.vn. Và bây giờ với học liệu.vn, nếu các cô gặp khó khăn gì, gặp vấn đề gì hay muốn dùng nó một cách sáng tạo, các thầy cô muốn sẽ làm được. Và đây chính là 5 cái checklist mà tôi ngồi tôi nghĩ dựa trên cái kinh nghiệm của tôi và chia sẻ của giáo viên để xem là có thể giúp được các thầy cô như thế nào. Đó. Thế thì với học liệu.vn ta vào thẳng vấn đề thôi, là giúp các thầy cô làm được gì? Giúp các thầy cô soạn bài, giúp các thầy cô giảng dạy trực tiếp và giúp các thầy cô kết nối. Không chỉ kết nối với một kênh là học sinh, kết nối với nhiều kênh khác nhau. Ta sẽ cùng nói về cái kết nối sau, lát nữa nha. Tập huấn tất nhiên nhiều thầy cô cũng đã nắm được một chút rồi. Quan điểm của tôi từ năm ngoái online với các thầy cô, livestream với các thầy cô đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tôi luôn luôn coi rằng là chúng ta là người dạy nên cái phương pháp của chúng ta đi trước và chúng ta sẽ để công nghệ theo sau, tức là ta chọn lựa công nghệ phù hợp với cái phương pháp của chúng ta. Nếu các thầy cô đồng ý với quan điểm này cho tôi một cái thả tim hoặc thể hiện trong phần comment giúp tôi. Sẽ có những quan điểm bất đồng, không sao cả. Chúng ta có một cộng đồng chuyên môn và mọi phản biện đều rất quý. Nhưng với tôi, cá nhân tôi cho rằng phương thức mà chúng ta giảng dạy trên lớp, cách chúng ta vận hành giờ học, chúng ta mong muốn điều gì cho từ vựng, cho listening, cho speaking, for writing v.v. thì cái đó là phương pháp chúng ta lựa chọn trước. Và chúng ta xem nếu dạy truyền thống ổn không, vẫn ổn. Bây giờ tôi muốn đa dạng hơn, tôi muốn cập nhật hơn, tôi muốn mới mẻ hơn. Global Success mang đến một cái hệ sinh thái như vậy thì tại sao tôi không dùng? Vậy khi các thầy cô đã có tâm trí như vậy, một cái tâm lý muốn thay đổi như vậy thì các thầy cô sẽ lựa chọn công nghệ. Nói cách khác là công nghệ sẽ đi theo để phục vụ chúng ta. Chạy theo công nghệ chúng ta sẽ rất mệt mỏi vì chúng ta không phải là dân công nghệ. Chúng ta là người ứng dụng nên chúng ta có quyền, lợi thế của chúng ta là lựa chọn cái phù hợp. Đó, thì học liệu số với hệ sinh thái của nó sẽ giúp các thầy cô làm được nhiều thứ, từ soạn bài, giảng dạy đến kết nối. Tất nhiên nó không phải là vũ khí tối thượng, vẫn còn đó những cái vấn đề mà cần thời gian nó sẽ giải quyết được, hoặc chúng ta cần dùng những công cụ khác để hỗ trợ cho học liệu.vn, chứ không phải là tất cả mọi thứ. Đấy là điều chắc chắn chúng ta khẳng định. Đó. Và đây là cái slide cuối cùng của năm ngoái. Năm nay tôi vẫn muốn nói lại với các thầy cô, đó là công nghệ nó sẽ không thay thế được giáo viên. Đấy là điều khẳng định của các nhà nghiên cứu và những người tầm nhìn xa. Tuy nhiên những giáo viên mà không dùng công nghệ thì rất có khả năng sẽ dần dần được thay thế. Và cái này chính là bài học mà tôi rút ra được cách đây 3 tuần khi một cô giáo gọi điện cho tôi vào lúc 11 giờ đêm hôm đó. Cô ấy cứ bình tâm với audio, với sách, vì cô ấy nói với tôi rằng là cô ấy không cần phải dùng đến học liệu, dùng đến sách mềm làm gì cả. Thế nhưng rồi cô ấy thấy năm học mới đến, nhà trường đã nâng cấp các phòng học sử dụng thiết bị, và lúc đó nó xảy đến câu chuyện là cô giáo giật mình thảng thốt. Cô giáo không dùng được học liệu, chưa quen, không đăng nhập được vì chủ quan nghĩ rằng bao nhiêu năm qua trường mình có đâu mà dùng. Nghĩa là giáo viên không chuẩn bị trước tâm thế, và đến khi mọi chuyện nó xảy ra, giáo viên bị động và bị chậm. Vì vậy, tôi luôn luôn mong muốn các thầy cô, chúng ta đừng tặc lưỡi cho qua là ôi giời có mạng đâu, có để dùng đâu. Mình biết được cái gì thì quý cái đấy, thì tốt cái đấy. Quan điểm tôi là như vậy. Do đó, các thầy cô hãy sẵn sàng đón nhận công nghệ, học nó, trải nghiệm nó. Không dùng bây giờ, sẽ dùng lúc khác. Không dùng lớp này, sẽ dùng lớp khác. Ngay trong một trường,
có lớp có máy chiếu thì dùng, có lớp không có máy chiếu ta không dùng, chẳng hạn như vậy. Chứ đừng cho rằng ồ tôi không cần phải dùng đâu vì trường tôi đâu có. Thời thế thay đổi rất nhanh thầy cô ạ. À, cảm ơn các thầy cô. À đây có những lời khen học liệu à, tuyệt tuyệt vời. À có thầy cô đã phản hồi ở đây. Vâng, cảm ơn các thầy cô nhé. Thế thì cũng là lời động viên. Tất nhiên vẫn còn các thầy cô đang bảo problem ở kia, các thầy cô cứ gõ thoải mái đi thầy cô ơi. Đây là một diễn đàn mà các thầy cô càng chỉ ra cho chúng tôi, cho thầy Tuấn Anh, cho nhóm tác giả, cho bên kỹ thuật, cho nhà xuất bản Việt Nam, các bên liên quan biết được những trải nghiệm thầy cô đang gặp nó mắc ở đâu, các thầy cô cứ gõ vào. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng với các thầy cô chúng ta xử lý đó nha. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng đến với học liệu.vn. Tôi mong muốn các thầy cô hãy tiếp cận công nghệ một cách đủng đỉnh, thư giãn như hai cô giáo ở trên hình hiện nay. Họ rất đủng đỉnh, thư giãn. Tôi mong muốn các thầy cô như thế. Có problem ta cùng xử lý, cứ bình tĩnh đó, mọi thứ sẽ xong. Và học liệu.vn sẽ hỗ trợ các thầy cô triển khai bộ sách Club Success một cách hiệu quả nhất có thể. Rồi, vậy chúng ta đã xong cái slide này các thầy cô nhé. Để chúng ta cùng vào với học liệu.vn đi. À, bây giờ tôi sẽ thoát ra. Để tôi vào tài khoản lại từ đầu, tôi chọn chế độ đăng nhập và đăng ký nhé. Ta bắt đầu luôn ạ. Cái này đi tập huấn các thầy cô báo cáo viên trên mọi miền tổ quốc của nhà xuất bản giáo Việt Nam, họ cũng báo cáo và hướng dẫn các thầy cô rồi. À, bây giờ ta cùng vào này. Khi các thầy cô vào học liệu.vn, các thầy cô đừng quên có một cái kênh ở đây nhá, ở góc bên phải màn hình. Đây, kênh này đang có 4 cái hình thức để tương tác. Một là gọi số hotline 24/7. Nếu như mà thầy cô gọi vào lúc 2 giờ sáng mà không thấy người ta trả lời thì thôi, cũng bảo ừ chắc là mệt quá ngủ rồi. Nhưng 2 giờ sáng là nên ngủ thôi, chúng ta làm việc chăm chỉ quá. À, tuy nhiên họ sẽ hỗ trợ các thầy cô muộn nhất có thể đấy các thầy cô ạ, nên chúng ta có thể yên tâm nhé, có trực tổng đài. Rồi chúng ta có cả Messenger ở Facebook, chúng ta có Zalo, OI tức là tài khoản official account. Các thầy cô gõ nhắn hiện nay theo thống kê mà tôi được nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cung cấp, kênh này đang là một kênh thu hút và nhận được sự quan tâm của nhiều thầy cô, tương tác rất hiệu quả, nên các thầy cô cũng có thể cân nhắc cái kênh Zalo này. À, và chúng ta có chat trực tiếp ở đây trong giờ hành chính hoặc trong thời gian họ vẫn còn làm việc thì các thầy cô có thể trao đổi tương tác. Nếu như mà chưa trả lời được ngay thì chúng ta đợi một chút. Rồi, tóm lại, đừng quên cái nút tương tác ở đây để hỗ trợ thầy cô nhé. Rất tiện lợi. Chúng ta cùng đăng nhập vào. Khi các thầy cô đăng nhập, nếu thầy cô chưa có tài khoản thì nó sẽ thông báo các thầy cô là đăng ký đi. Đăng ký ở bên dưới. Còn không, ta khẳng định ta chưa có thì các thầy cô ấn luôn vào nút đăng ký. Khi ấn đăng ký, thầy cô không khó để nhìn thấy các lựa chọn. Tôi thì vẫn cho rằng Facebook là một lựa chọn thứ ba đặt cuối cùng vì liên quan đến cá nhân, bảo mật các thứ họ kia vân vân. Chúng ta nên lựa chọn hai hình thức là Zalo hoặc Google vì Zalo bảo mật cũng tốt. Còn lý tưởng nhất là Google. Lý do vì sao? Vì các thầy cô đang dùng Chrome chẳng hạn, các thầy cô sẽ thấy cái địa chỉ email của thầy cô đã tích hợp sẵn, được kích hoạt ở đây rồi, tức là được xác thực rồi, thì các thầy cô sẽ đăng ký bằng Google. Tôi chọn Google. Và các thầy cô lựa chọn một loạt các cái email, nó sẽ list ra và đây là tôi đã đăng ký rồi nên nó sẽ cho vào. Đó. Thế thôi, đơn giản như vậy. Và khi các thầy cô vào đến nơi, các thầy cô sẽ được hỏi thầy cô là học sinh hay giáo viên. Và các thầy cô chọn lựa tôi là giáo viên. Nếu thầy cô vô tình chọn nhầm là học sinh, kê khai xong xuôi rồi, các thầy cô không phải lo lắng đâu. Hãy nhắn vào Zalo hoặc Messenger, bên kỹ thuật họ sẽ hỗ trợ thầy cô chuyển đổi cái tài khoản đó sang thành tài khoản giáo viên. Chứ ta không thao tác trực tiếp được ở trên hệ thống. Họ sẽ hỗ trợ thầy cô. Đó. Thế thì khâu đăng nhập và đăng ký nó rất là đơn giản, chỉ trong một nốt nhạc thôi các thầy cô sẽ làm được. Nếu thầy cô gặp khó khăn gì thì các thầy cô có thể gõ vào trong chat box. Đó. Rồi, bây giờ ta lại tiếp tục nhé. Bây giờ tôi bắt đầu đăng nhập vào. Giả sử các thầy cô đã đăng nhập thành công, ta không có thời gian để đợi chờ như khi tập huấn mà thầy cô, nên ta sẽ đi vào luôn nhé. Tôi sẽ đăng nhập vào luôn. Đó. Ok, học liệu.vn đã sẵn sàng. Lúc này hệ thống sẽ cho các thầy cô một cái nền tảng tích hợp rất nhiều vấn đề khác nhau. Ai đã dùng thì đến bây giờ không còn lạ gì nó nữa. Tôi chỉ có thể tóm lược lại như thế này. Học liệu.vn được chia làm 3 cái mảng chính. Mảng thứ nhất
là mảng phục vụ soạn bài, mảng thứ hai là phục vụ giảng dạy, và mảng thứ ba là phục vụ kết nối. Bây giờ tôi sẽ đi từng mảng một, tất nhiên có sẽ có những cái nó đan xen vào nhau nên chúng ta sẽ cùng bóc tách sau các thầy cô nhé. Bây giờ ta đã có tài khoản là giáo viên, mà tôi đi tập huấn tôi cứ trêu đùa là đây là tài khoản giúp việc ấy. Giáo viên gọi là rất vất vả, không khác gì giúp việc. Thì đây là tài khoản giáo viên của chúng ta. Các thầy cô có thể kê khai thông tin thêm nếu muốn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái giao diện này để thấy nội dung đầu tiên là cái hợp phần bổ trợ với bài giảng điện tử với vân vân rất nhiều thứ ở đây. Thì đây chính là thứ thầy cô khai thác dùng được luôn. Cái việc audio file rời để tải về các thầy cô cũng đã có đường link được gửi đến để chúng ta download về và sử dụng rồi, nên tôi không nói đến nữa. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào cái online này thầy cô nhé. Thì đầu tiên là với cái tính năng online audio, các thầy cô khi chúng ta mở ra không khó để các thầy cô chúng ta nhìn thấy một cái giao diện dễ dùng và chúng ta có thể play luôn. Tuy nhiên có một điểm mà nhiều thầy cô không để ý. Các thầy cô nhìn vào con trỏ của tôi nhé. Chúng ta đang có cái số 1 nhân ở đây. Số 1 nhân ở đây chính là thể hiện tốc độ để play cái file đó. Khi chúng ta muốn tăng tốc, chúng ta muốn giảm tốc, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái này. Tôi sẽ làm mẫu cho thầy cô, ta quay trở lại. Thông thường là cấp 2 và cấp 3 nghe nó sẽ rất vất vả. Vì thế tôi sẽ chọn ngẫu nhiên lớp 10 hoặc lớp 11, tôi chọn lớp 11 đi. À, Global Success lớp 11 này. Và tôi sẽ vào phần học phần bổ trợ audio file nghe này. Và tôi sẽ chọn lựa một cái file. Sau đó tôi điều chỉnh tốc độ để các thầy cô cùng nghe xem như thế nào nhé. Unit 1. A long and healthy life. Page 8. Getting started. A healthy lifestyle. Activity 1. Tôi đang tăng tốc độ dần lên. Listen and read. Đấy, tôi đang tăng lên này, tăng gấp rưỡi này. Hi Nam. Hi Mark. Long time no see. How are you? I'm fine, thanks. But you look so fit and healthy. Have you started working out again? Yes, I have. I've also started. Các thầy cô thấy sao ạ? Thế thì các thầy cô nếu ai đang có tài khoản học liệu và đang bật play wifi vân vân rồi thì đừng quên cái này, nó có một cái công cụ rất tiện lợi. Các thầy cô nếu thích thì thả tim cho tôi. Mà nhiều người không để ý đâu, thực sự là như vậy. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái tốc độ nghe. Ví dụ các con nghe lần 1, các con nghe cô với tốc độ chậm, sau đó tăng lên hoặc nghe nhanh rồi ta giảm chậm, và ta dừng lại ở những cái từ vựng mà ta vừa dạy các con xong để các con phát âm lại healthy thay vì là healthy life. Ta nói chậm lại một chút đó. Thế thì các thầy cô chúng ta có thể nốt lại cái này để chúng ta sử dụng luôn, khai thác những cái nhỏ nhặt này là những thứ mà các thầy cô rất hay bỏ qua mà không để ý. Chúng ta tất nhiên là vào lớp 45 phút muốn nhanh, hoặc là tiểu học thì chúng ta có 35 phút để chúng ta không bị cháy giáo án. Tuy nhiên khi chúng ta đã có sự chuẩn bị sẵn thì chúng ta có thể khai thác được. Thế là cái phần audio nhá các thầy cô nhá, tiện lợi hay rồi đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kế hoạch dạy học bài giảng điện tử các thầy cô có thể download về. Các thầy cô đang dùng rồi. PowerPoint các thầy cô tải về tương ứng nhé, giáo án minh họa. Lát nữa tôi sẽ nói đến ngân hàng để kiểm tra. Tôi đang nói đến việc chuẩn bị khi giảng dạy. Nó có những cái như vậy. Thế bây giờ ta tiếp tục. Chuẩn bị thì đã xong, bài giảng điện tử có rồi, có audio rồi. Chúng ta cùng vào cụ thể sách mềm 2.0 để xem nó có cái gì mà thầy Tuấn Anh suốt ngày bảo là bỏ người tình cũ đi để đến với người tình mới. Nó có nhiều thứ hay đấy. Nào, cái thứ nhất tôi phải nói lại ngay với các thầy cô là phần glossary. Đi tập huấn lúc nào tôi cũng nói với thầy cô nào đã từng tập huấn cùng tôi hè vừa rồi thì glossary là phần tôi không bao giờ bỏ qua, luôn luôn giới thiệu đầu tiên. Đó. Lý do vì sao? Vì trong này nó đã giúp các thầy cô, nó giúp các thầy cô thống kê từ vựng tương ứng với từng phần nhỏ một. Ví dụ chúng ta có phần getting started thì nó đã có thống kê những từ vựng cần thiết để xử lý cái bài, và các con sẽ đọc rồi nghe trong phần getting started.
Bây giờ tôi thử hướng dẫn các thầy cô lại một lần nữa. Tôi tắt từ show off, tắt show off đi nhé. Tôi làm lại này các thầy cô nhìn nhé. Tôi tắt show off đi. À, tôi tắt đi. Và tôi ấn vào cái con trỏ ở bên tay phải này để tôi hiển thị từ vựng lên. Các con, hôm nay chúng mình sẽ học từ đầu tiên. Cần chủ đề Unit 1, Healthy Life. Và lúc này tôi sẽ hiện ra từ đầu tiên đó, từ Balanced. Tôi click cái này loa này. Balanced. Đó. Balanced. Tôi show cái phát phiên âm lên. Các con cũng rất cần quan tâm đến phiên âm. Các thầy cô sẽ giúp các con nhận diện ra phụ âm cuối. Và các thầy cô giúp các con ý thức rõ hơn. Balanced. Xong. Rồi sau đó chúng ta có phần spelling. Thầy cô cùng với học sinh spell B-A-L-A-N-C-D vân vân. Và chúng ta có phần nghĩa. Và nếu thầy cô tinh ý, nó có một cái nút ở đây, tức là cái nút này là phần translation sẽ được gắn vào. Vậy nếu các con chúng ta sử dụng, chúng ta vào, chúng ta học, chúng ta sử dụng, hoặc các thầy cô show lên, các thầy cô dễ dàng, hoặc show lên hoặc tắt đi. Cô, các thầy cô bảo balance diet là gì các con? Nghĩa là gì? Chế độ ăn cân bằng, good. Sau đó các thầy cô lại hiện lên và cho ta test lại cho học sinh. Tức là chúng ta đang có thêm một công cụ để nhàn hơn cho thầy cô khi chúng ta đi dạy, thay vì phải làm slide, chạy tiếp slide tiếp theo là nghĩa tương ứng là gì, rất vất vả. Học liệu.vn và cái sách mềm 2.0 là như thế đấy thầy cô ạ. Đó. Nếu như chúng ta không làm, không chạy theo những cái mới thì chúng ta hài lòng với cái cũ cũng được thôi. Đó. Thế nên nếu các thầy cô chúng ta đang nhận thấy cái tính năng này nó hay, không ứng dụng ở lớp này thì sẽ ứng dụng lớp khác, không dùng lúc này thì dùng lúc khác. Ít ra ta cũng nên biết được ngóc ngách của hệ thống, làm gì nó cũng dễ. Thế thì sau khi giới thiệu xong một loạt từ nhá, tôi giả sử tôi là một giáo viên. Từ tiếp theo nào, lifestyle, mental, physical workout, vân vân. Sau khi đã xử lý xong tất cả các từ này rồi, giờ là lúc thầy cô cầm cốc nước lên như tôi hiện nay, ta nhâm nhi cốc nước. Nào các con, bây giờ cô uống nước một tí nhá, cho đỡ mệt, đỡ khát. Đây, với cô play all nhá. Cả lớp sẵn sàng chưa? Nghe, nhìn và nhắc lại theo, play all. Balanced. Nước ơi, mở thầy cô. Fit. Đó, nghĩa là lúc này hệ thống nó sẽ chậm rãi show lại cho con. Và các thầy cô đều biết là trong giáo dục, trong giảng dạy của chúng ta, học sinh nó cần một cái khoảng, nó cần một cái khoảng lặng để quan sát, nó ngấm. Không phải lúc nào cứ nhồi vào đầu giáo viên nói nhiều quá, chúng nó chóng mặt hoa mắt. Chúng ta để cho các con một khoảng lặng. Và khi các con quan sát, các con nghe, con có em thì nói theo, có em thì không. Nhưng đấy là lúc các con nó ngấm, nó chịu. Thế thì các thầy cô chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng này. Là lúc mà chúng ta nghỉ ngơi nữa chứ các thầy cô. Giáo viên mình có người dạy 5 tiết ở đây, hỏi một chút nhé. Các thầy cô chat cho tôi nhé. Có ai đang phải dạy 5 tiết một mạch buổi sáng? Nếu có xin mời chat box cho tôi. Công nghệ nó sinh ra để nhàn hơn chứ không chết giờ. Có ai không ạ? À, tôi dừng lại một chút để đợi đọc comment của thầy. À, ok, đó. Nhiều cô bắt đầu phản hồi rồi. Đó, cảm ơn thầy cô. À, có cô Giang Thành Nhân hỏi là có cần Glossary phải dùng headlock nữa. Tôi sẽ giải đáp thêm này cho cô nhé. Ok, cảm ơn cô. Ta cứ đi các tính năng đã để thầy cô thấy là ồ, mình dùng học liệu 4 tuần vừa qua rồi, sao bây giờ mình mới để ý đến những cái này. Tức là tôi đang cố gắng kết hợp cả phương pháp giảng dạy methodology với công nghệ để các thầy cô từ đó chúng ta nhận ra được cái giá trị. Đôi khi ta show lên màn hình nó chỉ là cái tính năng, nhưng ta chỉ cần gắn nó, phục vụ nó. Quan điểm của tôi là bắt công nghệ phải phục vụ cái điều tôi muốn làm. Đó, đấy chính là điều tôi muốn. Ôi, cô người còn bảo ngày 8 tiết cơ. Và cô Ma biểu chia buồn với cô, rất thông cảm, chúc cô sức khỏe để có thể tiến được một ngày 8 tiết. Vâng, cảm ơn các thầy cô nhé. Thì đây, tôi đã tạm dừng lại glossary để các thầy cô khai thác và sự đó cho nó nhàn hơn nhé. Tiếp tục, chúng ta vào một bài cụ thể đi. Có một tin vui phải chia sẻ ngay đến các thầy cô. Các thầy cô đoán một tin vui đấy là gì không? Đó là sau khi hệ thống
Bên kỹ thuật được tôi yêu cầu chính cá nhân tôi, phải này hơi tự hào một tí, là chính tôi đã nhờ nhà xuất bản, nhờ các anh chị kỹ thuật điều chỉnh lại tính năng Hide the Past Screen. Các thầy cô không lạ gì cái nền tảng này, có rất nhiều thứ hay ho cái này, ví dụ ấn nút audio vân vân, các thầy cô đều đã quen rồi. Nhưng có cái tính năng mà nhiều thầy cô vốn dĩ yêu thích ấy, đó là cái tính năng này Hide Past Screen, che đi một phần màn. Nó có một cái problem nhỏ nhỏ là khi chúng ta che, chúng ta lại không lật nó được. Thế là khi tôi đi tập huấn, nhiều thầy cô bảo thầy Tuấn Anh ơi, làm thế nào để lật nó được từng từ một. Thế tôi bảo hay đấy, ý tưởng này hay. Thế là tôi nhờ các anh chị kỹ thuật, cảm ơn các anh chị rất, đã ngay lập tức code lại hệ thống, code mã lập trình cho tôi cái công cụ. Bây giờ tôi sẽ cùng thử với thầy cô nhé. Chúng ta vừa học, các con, chúng ta vừa học trong phần glossary từ vựng, những từ cơ bản của cái bài này. Bây giờ cô sẽ che các từ này ở trong phần ở bài của chúng ta nhé, các con nhé. Nào, ví dụ cô bắt đầu che từ fit, cô che từ healthy, cô che từ workout, working out, cô che từ fast food, cô che từ burgers and chips, như vậy đi. Nào, cô che từ fruits and vegetables. Rồi, các con nhớ chưa? Nào, cô che lại nhá, các con nhìn nhá, nhẩm theo cô để ghi nhớ này. Rồi cô sẽ có trò rất hay cho các con. Nào, xin mời. Fit, healthy. Thì cô nào đang có máy thao tác luôn cùng tôi đi ạ. Working out, fast food, what else? Progression trip, right? Fast food, fruits and vegetables. Ôi, thông thường như cách đây 2 ngày, hay cách đây 2 ngày không có đâu, bây giờ mới có. Là các thầy cô muốn show hết tất cả từ này ra, không còn một lựa chọn nào khác là chúng ta phải ấn vào cái nút chức năng này, công cụ này. Nhưng nó lại show ra hết. Bây giờ tôi muốn touch nó thì làm thế nào? Plus, what word is it? What is one, remember? Các con có nhớ đây từ gì không? Lúc này các nhóm được chia ra, bắt đầu ào ào lên. Yeah, yeah, eating. Đây là fast food. Great job, plus. Cô lại che đi nếu muốn, lại bật đi nếu muốn. Đó, các thầy cô thấy chưa? Rất nhiều trò có thể chơi được với cái này. Đó. Đấy, đây tôi đang hướng dẫn các thầy cô là bây giờ nó đã có thêm công cụ này chỉ có 2 ngày vừa qua mới có thôi, còn đâu 10 năm qua là không có. Nó đưa từ sách mềm lên, phiên bản cũ sang phiên bản mới, bây giờ được cập nhật và được điều chỉnh. Quá hay đúng không ạ? Tôi thực sự tâm đắc với cái này. Cái biểu tượng này cũng rất to, nhìn rất dễ. Đó. Thế nhá, thế tôi chia sẻ thêm với thầy cô. Đấy, hôm nay mỗi góc nhặt mỗi thứ một tí. À, năng, các cụ nói rồi, năng nhặt chặt bị. À, một buổi có 2 tiếng đồng hồ thôi, chúng ta không thể nói được hết nhiều các thứ khác nhau. Nhưng ít ra, ta đã có thêm một số mới. À, thế thôi các thầy cô nhá. Và chúng ta còn đến với phần phát âm. Thì đến bây giờ phần language nó có phần phát âm. Các cấp học hiện nay với các đầu sách Global Success, các cấp lớp đều có phần phát âm. Vì thế các thầy cô khi chúng ta rèn phát âm cho con thì nó có cái chữ P này này. Các thầy cô nào quên thì có thể ý có cái chữ P này nha. P này là ám chỉ đến cái clip giảng dạy phát âm được nhúng quân vào trong học liệu, không phải mở file rời riêng nữa. Vậy các thầy cô chỉ cần ấn vào cái nút P này này, các thầy cô sẽ hiện ra cái pronunciation tương ứng với cái unit đó. Nếu ai chưa để ý thì bây giờ sẽ thấy không phải lục lọi đâu nữa. Tôi dạy unit 1, tôi có phát âm của unit 1 và ngay lập tức một cô Tây sẽ hiện ra. What? Đó, một cô Tây sẽ hiện ra và rõ ràng chúng ta thấy là bao nhiêu năm qua học sinh nhìn thấy cô nhiều rồi. Nói vui nhưng cho nó chán rồi. Sinh viên của tôi nhìn thấy tôi nhiều nó cũng chán rồi. Thế nên chỉ cần một không khí mới, một làn gió mới trong giờ giảng dạy phát âm bằng công nghệ, bằng cái clip nhà xuất bản dựng sẵn, mọi thứ nó được thay đổi, không khí học nó sẽ khác. Xin tôi đi. Và cái này được phản hồi đến tôi thông qua các thầy cô đã ứng dụng và sử dụng cái này. Tất nhiên nếu các thầy cô bảo ôi nhưng mà em muốn show cái này nhưng bọn em không có máy tính thì bọn em không có internet tại lúc đấy thì làm thế nào thầy? Không sao, thầy cô theo đường link này, theo đường link ở trên này này, vào YouTube và tải cái file đó về. Nó có những công cụ IDM, cô tải cái này về. Và nhiều công cụ download từ YouTube về. Các thầy cô hoàn toàn thể download cái clip nhà xuất bản không phải là nhúng một cách cố định và không thể tải về được. Do đó kênh YouTube của Global Success là một kênh
rất nhiều dữ liệu yêu thích có thể kết hợp nhé. Alright, ổn đúng không ạ? À đây có một cô Loan Trần, hay lắm, cô Tây hướng dẫn rất dễ hiểu, có cả hình ảnh bên tới tiếng Việt bên dưới, vâng, rất dễ theo dõi đúng không ạ? Xác là như thế các thầy cô ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Ok, đây chúng ta đang dần dần hiểu hơn về cái cách vận hành của hệ thống. Bây giờ chúng ta có một cái nữa các thầy cô để ý giúp là dựa trên cái phàn nàn của thầy cô, bên kỹ thuật đã điều chỉnh hiển thị đáp án của từng câu một. Thay vì là show toàn bộ, giờ đây các thầy cô ấn vào cái nút này, nó sẽ hiển thị đáp án của từng câu một tương ứng. Nên các thầy cô đừng quên cái nút One Key. Tức là sau khi chúng ta cho học sinh làm bài, các con nhìn lên ta cùng chữa. Cho học sinh lựa chọn xong xuôi thì các thầy vừa có thể show chữa từng chúng ta là những người dùng quen thuộc rồi, nên tôi sẽ không đi ra đào vào thêm cái này. Giới thiệu thêm thầy cô là nó có cái tính năng One Key. À, và cái tiếp theo là cần nói về cái game. Vừa rồi tôi đọc trong cái phần comment của thầy cô ấy, là nhiều thầy cô có nói là game thì hay nhưng mà còn hạn chế, đồng ý. Cái này chúng ta kiên nhẫn đợi chờ một chút thầy cô nhé. Kiên nhẫn đợi chờ một chút. Dần dần nhà xuất bản họ sẽ bổ sung thêm và lấp đầy thêm. Hiện nay các game đang được chạy để một là test hệ thống, hay là đợi xem phản hồi của thầy cô. Bây giờ phản hồi của thầy cô là yêu thích rồi, tốt rồi. Họ sẽ, các thầy cô cứ kiến nghị đi. Tôi cũng là người kiến nghị cùng với các thầy cô là nhà xuất bản hãy đầu tư thêm cho cái hệ thống game này, có thêm lựa chọn cho thầy cô và học sinh. Thế là rất tốt đúng không ạ? Đây là tôi đọc comment của thầy cô đây rồi. Đấy là tranh thủ tâm nguyện gửi luôn đến nhà xuất bản để các anh chị khi mà đã 12 bộ sách đã xong xuôi của lớp một success đầu tư thêm game cho các con có thể cô tiện lợi trong rằng nay là tạm dùng là đủ rồi, đủ dùng thôi, chứ còn đâu để sông xanh dùng thoải mái đa dạng hơn đang hơi hạn. Cái này ghi nhận cái hệ thống game ở, nhưng ít ra nó có, còn cái sách mềm trước thì chúng ta nó không có đâu, cái nền tảng nó không cho phép ta làm việc như vậy. Hay trong những cái chưa được ưng ý lắm thì có những cái chúng ta phải thừa nhận đó là những cái mới mẻ mà hệ thống học liệu.vn nó có. Rồi, một số thầy cô đang bảo dạy offline, tình bình tĩnh cô nhá, còn nhiều thứ chia sẻ lắm. Thầy cô hãy cùng ngồi với tôi từ nay đến 11 giờ. Vò gạo sẵn đi, vừa ngồi vừa nhặt rau đi nhá. Ok, ta tiếp tục. Ở đây chúng ta đang có một cái nền tảng vừa tôi nói với thầy cô rồi nhá, sách mềm 2.0. Nó hay hơn rất nhiều so với sách mềm. Nên bây giờ chúng ta không còn cần phải quá lăn tăn lựa chọn là cô em muốn về với người tình cũ của em cơ, thôi, quên nó đi, cô đi, bỏ đi. Đây chúng ta sẽ tập trung vào sách mềm, chúng không khai thác để sử dụng. Thôi. Sách bài tập cũng đã lên, điều mà sách mềm cũng không có đâu. Và được xây dựng ở cái dạng outline phiên bản. Quá hay. Cái thật như bây giờ mà còn chê nữa thì không còn biết cái gì để chê nữa. Ví dụ sách bài tập lúc này nó không còn boring theo cái kiểu chữ chạy ra trong đầu là ngồi nhìn slide rồi làm, không có thầy cô ơi. Bây giờ nó là chơi, là tương tác các thứ. Và nếu như các con mà có sách chuẩn, đây tranh thủ nói luôn nhá, thầy cô lắng đọng lại tôi một chút, đây là lúc là phải gỡ rối cho nhiều thầy cô đây. Trên tay của tôi hiện nay đang có 2 cuốn sách, một cuốn sách là tiếng tốn, một cuốn sách là tiếng Anh 7, tiếng Anh 4. Đây, tôi để trước mặt tôi đây để các thầy cô nhìn rõ. Tiếng Anh 4 là được xuất bản năm nay, tiếng Anh 7 là của năm ngoái. Thế thì các thầy cô khi chúng ta hướng dẫn các con sử dụng sách, đây, tiếng Anh 4, ta có tiếng Anh 7, để kích hoạt mã và sử dụng khu bộ sách. Ok, tiếng Anh 11 nữa. Và cảm ơn các Phật đang hỗ trợ tôi. Đây, tao có sách 4, 7, 1, 3. Vâng, tôi chỉ demo dặn dò thầy cô một chút rồi. Chúng ta muốn học sinh tận hưởng được cái nguồn học liệu này thì sách nó phải chuẩn. Tài khoản giáo viên hiện nay các thầy cô không cần phải mã cào gì hết, chúng ta vào dùng bình thường vì đây là cái đặc quyền của các thầy cô rồi. Đương nhiên rồi, không phản cãi. Nhưng học sinh, các con có vẻ đăng ký khoản học sinh và các con vào để
Đúng. Thì nếu mà con dùng sách chuẩn thì năm nay này, ví dụ sách lớp 4, sách lớp 38, 48, 11 thì các con sẽ có cái mã cào, các thầy cô nhìn thôi nhá, mã cào đây là trang 1 này, bìa 1 này, nó nằm ở bìa 2. Đây cái này là phải nói. Ở bìa 2. Nó có cái mã cào ở bên dưới tay tôi đang để đây. Đây bạn. Nhiều thầy cô phàn nàn với tôi khi đi tư vấn, thầy Tuấn Anh ơi, tại sao mã cào tôi dùng cái mã ở tròn tròn này nó lại không được? Thưa thầy cô, đây là mã tem chống giả của nhà bạn. Chúng ta đừng nhầm lẫn nhá. À, ok, cái gì tròn tròn thôi đưa bỏ qua, đừng có dùng, kệ nó. Chúng ta lấy cái mã hình vuông ấy, hình chữ nhật ấy, nó thanh dài này này. Đây là sách xuất bản năm nay. Tôi nói lại, sách xuất bản năm nay, mã cào, nó ghi rõ mã cào. Đây là cào để đấy mã kích hoạt, nó nằm ở bìa 2. Nhưng tôi có cuốn trên tay là cuốn sách lớp 7 của năm ngoái, thì mã cào nó lại nằm ở đây ạ. Nằm ở bìa 4, tức là cuối sách, đầu sách này, cuối sách này, thế nằm ở đây. Do đó dù nó nằm ở đâu đi chăng nữa, thầy cô hướng dẫn các con là các con chỉ cần nhìn thấy dòng chữ là mã cào, cào mã, vân vân, là các con sẽ có. Hoặc có dòng học liệu thông minh, sách mềm, học liệu, cào. Đấy thì tôi dặn dò các thầy cô thêm một chút để trong quá trình chúng ta hướng dẫn các con sử dụng. Tất nhiên tôi biết là trên trường, trên lớp hiện nay là nhiều thầy cô chúng ta đang chỉ dùng cho cá nhân mình để soạn bài giảng dạy. Ta chưa hướng dẫn học sinh sử dụng. Nhu cầu con có, người không, các thầy cô chưa hướng dẫn. Nhưng rồi dần dần xu hướng nó là thế này thầy cô này. Làm bài tập nó phải vui thế này chứ. Kéo thả rồi đúng sai hệ thống check vân vân chứ. Đúng không ạ? Thì các con dùng cái mã cào vừa làm trên sách cứng. À làm trên sách cứng xong rồi. Vào đây nghịch một tí xem mình còn nhớ hay không, còn đúng hay không. Các thầy cô làm trên này một phát, thế là xong. À, vậy chúng ta sẽ có một cái sự hỗ trợ về sách bài tập rất hay, rất tiện lợi. Nên chú ý cái mã cào. Nếu các thầy cô mà thấy con học sinh của chúng ta sử dụng cào không được, có báo lỗi, các thầy cô check hai cách như sau. Một là xem có mua nguồn sách chuẩn hay không. Hai là chúng ta xem nếu đã mua nguồn sách chuẩn, được nhà xuất bản, là được cái nơi bán hàng á, cam kết đây là sách chuẩn của chị, vân vân, thì các thầy cô nhắn cái mã đó gửi qua cái chat mà tôi vừa nói với các thầy cô đầu giờ đó, ở trang học liệu á, tư vấn á, thì các thầy cô nhắn vào đó check cho tôi cái mã này phải chuẩn hay không, hệ thống nó sẽ trả lời các thầy cô ngay tức trong à, thì các thầy cô có thể check như vậy giúp các con, hướng dẫn các con lên đây hỏi luôn cũng được. À, cô chú ơi cho con hỏi cái mã này con cào không được, hướng dẫn các con tương tác luôn trên hệ thống. Rồi thì cảm ơn các thầy cô, chúng ta đã vẫn đang hỗ trợ các con. Thì bây giờ các thầy cô chú ý giúp để đảm bảo quyền lợi cho con. Đó, thì chúng ta đang ở đây. Tiếng Anh 11. Sách bài tập đang rất hay rồi. À, sách bài tập xong. Công cụ đi kèm. PDF thầy cô mở ra để xem file PDF. Rồi, xong. Và bây giờ chúng ta tiếp đến với một cái công cụ nữa mà nhiều thầy cô đang bị lúng túng khi công nghệ, đó là ngân hàng điện tử. Tôi sẽ minh họa cho các thầy cô chi tiết để hiểu bản chất của cái ngân hàng này nó vận hành như thế nào. Và chúng ta là đi dạy thì cần cái gì? Một, audio có rồi, chạy được nhiều tốc độ ngon. Các ứng dụng để đi kèm, công cụ đứng kèm như tôi vừa nói chia sẻ xong, có giảng dạy phát âm, có video xong, có công cụ glossary giảng dạy xong. Đấy, lên lớp có mạng ngon thì là sẽ chạy những cái đó nhá, ngon. Dạy xong rồi thì làm gì? Trước đây thì đề kiểm tra thì chán rồi, chỉ là đề mẫu thôi, theo kiểu Google Drive thôi. Nhưng bây giờ ngân hàng đề kiểm tra của chúng ta nó đã lên sóng. Ta cùng vào đề kiểm tra, các thầy cô sẽ thấy, sẽ hiện ra các đề. Nhưng nó đang vận hành theo đúng nghĩa là ngân hàng. Có nghĩa là tôi đang có một đề mẫu ở đây, tôi đề vào đề ví dụ chúng ta sắp giữ. Giữa kỳ 1 đi. Chúng ta có midterm. Khi chúng ta click vào đề midterm, nó sẽ hiện ra một cái đề. Các thầy cô nhìn này, xem này, và cảm thấy nó ổn này, ta hoàn toàn có thể tải nó về luôn. Làm thế nào để tải được? Không khó. Các thầy cô nhìn vào con trỏ của tôi, nó có cái biểu tượng lưu.
Sau khi các thầy cô lưu lại, ta đặt ví dụ như là hôm nay là chủ nhật đi, để dành cho mùng 8 tháng 10 đi. Và tôi tiến hành nút lưu. Lúc này hệ thống sẽ bảo lưu thành công và nó hỏi là có muốn tải về. Các thầy cô tải về bản PDF trong lành cảnh báo. Một số thầy cô họ nói với tôi là thầy ơi, tại sao lại không cho tải bản Word? Chúng tôi mong muốn điều đó. Các thầy cô có muốn bản Word không? Thả tim gõ vào chat comment cho tôi. Các thầy cô có muốn bản Word không ạ? Gõ vào trong chat box cho tôi. Đó, tức là cứ nắm bắt nhu cầu của nhau, đề xuất đi, rồi cuối cùng mọi thứ nó sẽ ngon. Tuy nhiên tôi phải nói như thế này các thầy cô nhé, mong muốn thì là vô biên. Tôi đồng ý với các thầy cô là chúng ta mong muốn có bản Word là có. Tôi biết, tôi đang nhìn thấy rồi, nhiều thầy cô có lắm. Có thì thả tin nhiều vào, người ta mới nghe, mới thấu lòng trời. Thì ở đây chúng ta đang có tải xuống và muốn cả Word hay PDF cơ. Nhưng các thầy cô nhé, cái gì nó có rủi ro. Nếu chúng ta tải bản Word về, nó sẽ có những rủi ro về vỡ phông này, về định dạng này, rất nhiều thứ kéo theo, vì đây là tải từ trên hệ thống mạng Word về. Các thầy cô nhớ nhé, chứ không phải là người ta đưa file Word lên để thầy cô tải file Word về. Thì phải hiểu bản chất của nó là như thế. Bản chất của nó là người ta đưa cái dữ liệu mã code lên rồi người ta cho phép thầy cô tải về. Thì để giữ trong đó, nó cần phải đưa vào một cái cố định là PDF vì lợi ích của chính chúng ta thôi các thầy cô ạ. Còn lý tưởng, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ làm được bản Word. Hãy hy vọng, hãy thì chúng ta kỳ vọng những thay đổi và bây giờ họ đang làm thay đổi. Họ không hứa xuông, đúng không ạ? Ok, tinh thần là như vậy. Thì các thầy tải cô, thầy cô tải xuống bản PDF in hai mặt nó không đâu. Ví dụ bài này nó ngang chẳng hạn, in thôi, in hai mặt cho con, thế là cũng được. Ok, thế nhá, các thầy cô chúng ta có một cái dùng luôn. Nhưng cái dùng luôn tôi cũng thích. Tôi vào lại ngân hàng đề, tôi mở lại đề giữa kỳ và tôi muốn đổi đề. Lúc này hệ thống sẽ vận hành đúng nghĩa là đổi đề các thầy cô ạ. Nó không chỉ đơn thuần là một cái đề cố định để tôi cải về chỉ có một đề duy nhất, just one test. No, chúng ta có rất nhiều đề trong vì thế chỉ cần các thầy cô click đổi đề. Đồng ý đổi không? Đồng ý, sợ gì? Đổi đi, các thầy cô nghịch thoải mái đi. Vậy một đề mới tinh đã được đổi. Thế thì bây giờ các thầy cô, sau khi ta đổi xong, ta check con rồi. Đấy, kiểu như vậy. Thì các thầy cô chọn nút lưu. Tức là đổi xong rồi, không can thiệp gì thêm, là lại lưu lại và sử dụng như bình thường. À, bây giờ tôi tóm lược lại nhá. Vào ngân hàng đề này có hai cái nấc, hai level này. Một level đầu tiên là dùng cái ăn sẵn kiểu đồ fast food. Level 2 là fast food đi kèm với salad với các loại nước chấm khác nhau. Thầy cô thích loại nước chấm nào thì chọn cho mình. Thế vậy món ăn đã được đổi vị. Đấy là level 2. Nhưng bây giờ các thầy cô còn muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn tự cho câu của tôi vào. Tôi muốn tự bốc cái câu tôi muốn cho vào. Đây chính là lúc các thầy cô sử dụng cái tính năng có tên gọi là năng chỉnh sửa. Thấy chưa? Vậy nó xếp theo đúng cái trình tự để các thầy cô, nó đang đặt các nút hiện nay đang được đặt theo đúng trình tự nhé các thầy cô nhé. Dùng luôn này, ăn sẵn này, đổi đề này, can thiệp cấp độ 1 này, và bây giờ ta can thiệp ở cấp độ 2. Và ta bắt đầu can thiệp cấp độ 2, ta ấn vào nút chỉnh sửa. Trong can thiệp ở cấp độ 2 thì nó sẽ được thể hiện bằng cách các thầy cô ấn vào cái chữ đổi câu. Các thầy cô đừng can thiệp vào listening nhé. Chúng ta tạm gác listening, ta cho các phần language và grammar. Ta bắt đầu chỉnh sửa nha. Các thầy cô kéo xuống phần language and grammar, ta ấn vào nút đổi câu. Bắt đầu đổi.
Nốt lại cho tôi là sẽ có hai cái level để tao đổi. Một là dùng cái có sẵn từ ngân hàng của thầy. À, tức là học liệu đã mang lên đây cho cái cô. Các thầy cô nhìn này. Tiếp luôn. À, tổng số 59 lựa chọn để thầy thay thế. Hãy nhìn vào cái 59 này thôi. 59 lựa chọn thôi. Nghĩa là chúng ta bốc phát chán thì thôi. Đó. Rồi tiếp tục. Muốn hiển thị thêm cái nào, các thầy cô ấn vào các cái thanh này. Các thầy cô lựa chọn và chúng ta xác nhận là xong. Đấy. Tôi hỏi nhanh tí, các thầy cô thấy 59 lựa chọn đủ dùng không? Nếu đủ dùng thì cho tôi một cái dòng nhắn nhủ vào trong chat comment cái đủ dùng không ạ? À, đủ dùng không ạ? Vâng, tôi đang thấy một số cô bảo là không tải được, vân vân. Đây, tôi đang làm được. Ngay từ đầu tôi đã nói với thầy cô rằng là chúng ta chú ý nhé, tao phải nhìn vào tôi đây này, cái tôi là thiết bị của các thầy cô nó có đang ổn hay không. À, chúng ta đôi khi chúng ta dùng hệ thống nhưng chúng ta lại dùng trên điện thoại chẳng hạn, hay là máy tính của chúng ta đang dùng trên cái trình duyệt nó đang không hỗ trợ. Tốt nhất các thầy cô cứ dùng trên Chrome cho tôi, cả trên máy móc cũng có cài Chrome được, cũng dùng được, trên Win cũng dùng được, vân vân. Đó. Rồi, một số thầy cô không tải được. Ai tải được rồi, bây giờ toàn người bảo không tải được thôi. Ai tải được đề rồi gõ chat box cho tôi, vì cần vài người tải được có nghĩa là ổn, nghĩa là hệ thống hiện nay đang chạy ngon. À đấy, tải về được rồi đấy. Đó. À, nhiều thầy cô bảo là đủ rồi, thế thôi 59 lựa chọn mà không đủ nữa. Ok, cảm ơn thầy cô, dân làng đề phong phú. Rồi, cảm ơn cô Nguyễn Sushi. À, đây cô Lê Hồng Hải tải được, cô Thu Trang tải được. Thế nhá, thì những thầy cô nào chưa tải được thì chúng ta cứ bình tĩnh lựa chọn thiết bị hoặc nhờ đồng nghiệp dùng trên thiết bị của đồng nghiệp đã tải được để ta tải về ta dùng. Tôi có thể khẳng định với thầy cô tính đến thời điểm này là 9 giờ 57 phút ngày 8 tháng 10 2023, hệ thống học liệu.vn đang chạy ngon. À, nên các thầy cô có thể yên tâm xử lý lại thiết bị và chúng ta truy cập là ngon. À, đây, bây giờ đây là cái can thiệp cấp độ 1. Tôi nói lại can thiệp. Khi chúng ta can thiệp, tức là chỉnh sửa, thì nó sẽ có hai cấp độ. Một là cấp độ từ ngân hàng. Hai là cấp độ tự mình cho câu hỏi. Bây giờ các thầy cô làm theo thao tác của tôi để tự cho câu hỏi vào nhé. À, tôi không muốn dùng câu có sẵn này, tôi muốn dùng một câu khác này. Thế là các thầy cô ấn vào cái tab là tạo câu hỏi mới này rồi. Rồi, bắt đầu nhập nha. À, tạo câu hỏi mới, đó là giữa kỳ ngày 8 tháng 10 đi. Giữa kỳ ngày 8 tháng 10 đi. Và bắt đầu ta tạo câu hỏi. Ha, à, chào con Tum. Rất vui được chào con Tum. Tôi về con Tum tôi tập huấn 2 lần rồi, 2 năm. Cảm ơn các thầy cô. Ta tiếp tục nhé các thầy cô nhé. Nếu các thầy cô vào muộn thì kéo lại để xem những dặn dò của tôi. Ta lại tiếp tục. Bây giờ sau khi các thầy cô đã vào giữa kỳ 8/10, các thầy cô tạo đơn giản thôi. À, tôi đang đặt hàng bên kỹ thuật là làm cái công cụ tạo này nó đa dạng hơn các thầy cô, nhưng trước mắt ta tạm dùng cái này đã các thầy cô nhé. Ví dụ nhập câu hỏi như sau. He 3 chấm to the cinema lúc này sẽ có các lựa chọn, sẽ có các lựa chọn. Lựa chọn A, have gone. Lựa chọn B, has gone. Lựa chọn tiếp theo, has went. Ví dụ như vậy. Và các thầy cô muốn xác định đâu là phương án đúng, các thầy cô click vào. Vậy lúc này phương án B là phương án đúng. Các thầy cô có thể nhập giải thích và hiện tại hoàn thành nên dùng phân từ 2 past participle P2 đi. À, và khi cảm thấy ok rồi, câu này ok, các thầy cô ấn vào nút thêm câu, cứ thế thêm theo ý thầy cô. Và khi đã cảm thấy ok, ta ấn vào nút lưu. Nhớ cái thao tác lưu này cho tôi nhé. Nếu thầy cô ấn vào xác nhận là nó sẽ không ổn đâu, các thầy cô phải ấn vào nút lưu nó mới giữ câu đó cho thầy cô được. Lúc này cái câu, à rồi rồi, tạo câu hỏi thành công để lát nữa tôi xử lý lại cái lỗi này. Đây,
lát nữa ta xử lý cái này. Đó, thì cái câu mà các thầy cô đang muốn lựa chọn, ví dụ ngay khi tôi tập huấn tôi đã tạo ra một loạt các câu, ví dụ trọng âm từ nào khác, ví dụ đây, đây chính là câu tôi tạo ra này. Đó, thì chúng ta chỉ việc ấn nó vào, rồi tôi bị lỗi phông trên cái máy này. Chứ còn các thầy cô dùng trên máy thì cô vô tư đi, cực ngon luôn. Thì từ trọng âm khác ở đây chúng ta sẽ có click thầy cô chọn. Bây giờ tôi chọn nhá. Chọn. Và sau khi chọn xong, tôi bắt đầu thay thế cái câu vừa rồi bằng chính cái này câu tôi vừa tạo ra. Xác nhận. Và khi tôi xác nhận, hệ thống nó sẽ thay thế cái câu vừa rồi bằng từ nào trọng âm khác. Nghĩa là cái mức độ can thiệp vào đề của chúng ta hiện nay là gần như được cá nhân hóa. Chúng ta có quyền thêm câu, bỏ câu, bớt câu, điều chỉnh. Thậm chí các thầy cô muốn thay đổi câu có sẵn của đề, các thầy cô copy nó lại rồi tống vào, không phải gõ lại nữa, điều chỉnh một chút là các thầy cô có một ngân hàng đề của chúng ta. Wow. Bao nhiêu lâu nay chúng ta phải đi tìm những phần mềm để sáo đề, để can thiệp vào một câu nào đó rất vất vả. Bây giờ các thầy cô ngồi bốc thuốc như là một thầy lang. Ta ngồi ta bốc thuốc và ta muốn cái gì, vị nào, lớp này, bỏ đi câu này câu kia, các thầy cô hoàn toàn làm chủ được. Tất nhiên tôi khẳng định các thầy cô là hệ thống đang ở mức độ cơ bản, sẽ còn những cái mong muốn của giáo viên liên quan đến xử lý đề cần phải được bổ sung thêm, đó là câu chuyện của 3 năm nữa. Đó, còn hiện tại bây giờ đủ dùng, tôi có thể nói là đủ dùng, đã rất hay. Và chúng ta cho từ lưu vào đây, ấn nút lưu, nhưng đừng quên lưu nhé, không lưu là mất công đấy. Và khi lưu lại, các thầy cô ấn nút lưu thì các thầy cô có thể tải nó về. À, tên đề tài đã tồn đấy, nó còn thông minh hơn, đề đã tồn tại nên phải đổi tên khác. Tôi đổi tên đây, đó là đề tự tạo ngày 8 tháng 10. Yeah. Xong, và tôi lưu. Lúc này hệ thống nó sẽ bảo lưu xong chưa? Lưu xong, tải về không? Tải về thôi. À, đơn giản. Đó. Thế thì có thể nói cái công cụ đề hiện nay tôi đang hướng dẫn các cô nó đang khá là ổn, chạy tương đối nhanh và nuột. Nhiệm vụ của các thầy cô là nghịch. Xin lỗi, xin các thầy cô ngước nữa một chút nhé. Tôi bảo các thầy cô là bây giờ là lúc các thầy cô nghịch đi. Chúng ta vẫn còn đang thời gian chưa phải thi cử gì nhiều đâu. Nên chúng ta chỉ cần một ngày thôi, cả hội nhóm chuyên môn, các thầy cô trong nhóm hội đồng của trường, vài ba cô, trường thì 2 cô, trường 1 cô, trường thì có tận 10 cô đến 15 cô giáo viên tiếng Anh. Thì các thầy cô chúng ta vào cùng nhau, hệ thống không hỏng được đâu. Các thầy cô nghịch nát hệ thống ta cũng không hỏng được đâu. Đó. Nghịch đi để ta làm chủ được cuộc chơi. Và nói thật, giáo viên mình vẫn phải kiếm sống thêm, đi dạy thêm. Tải đúng đề này về làm bét nhè. Ok. Ơi, tinh thần vui vẻ vậy. Tôi nói nó rất là thoải mái với các thầy cô như vậy. Nên để chúng ta thấy là công nghệ nó nằm trong tầm tay. Nếu như chúng ta bắt đầu bằng việc tôi muốn cái này, công nghệ giúp tôi đi, công nghệ sẽ giúp các thầy cô. Học liệu nó đã dự đoán được những mong muốn của thầy cô, nhưng nó không dự đoán được hết. Các tính năng mới sẽ được bổ sung để cô. Còn hiện tại người ta chốt hạ lại đi nhỉ, ngân hàng đề đến bây giờ đã đủ dùng chưa thầy cô? Cảm ơn thầy cô đã động viên. Ngân hàng đề đủ dùng chưa? Vâng, cảm ơn thầy cô đã động viên. Thế thì cảm ơn thầy cô, thế thì tốt rồi, phản hồi thế là tích cực, cứ thả tim để động viên anh chị em một tí, lạnh lùng quá. Ok, rồi, thế bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, nhiều thứ để nói với thầy cô ạ, học liệu. Rồi, nào, xong nhá, như vậy tôi đã xử lý thầy cô bước đầu là ngân hàng đề kiểm tra này, học liệu này, tức là soạn bài xong, giảng dạy xong. Nhưng các thầy cô còn một thứ nữa mà tôi đảm bảo 99,9% thầy cô đây, đó là ta đang không để ý. Đố thầy cô nào biết được, ai đoán được trúng cái này nhắn tin cho tôi qua số điện thoại 0948631359.
tại của tôi. Đây. Nào, mời các thầy cô, chúng ta hãy cùng đến với một cái công cụ mà tôi tin là các thầy cô sẽ ngạc nhiên. Đó là cái công cụ học liệu của tôi. Hãy click vào học liệu của tôi đi. Và khi click vào học liệu của tôi, thầy cô sẽ nhìn thấy một cái danh mục. Trong đó nó một thứ có tên gọi là học liệu tự tạo. Cái này là của quý, không phải giáo án. Cô Hà Nguyễn bảo là điều tôi định nói đến là giáo án, không phải. Thôi quên mấy cái chuẩn bị giáo án audio rồi PowerPoint bỏ. Cái đấy ta dùng rồi, dạy 4 tuần rồi. Cái đấy các thầy cô nắm trong tầm tay rồi. Cái tôi đang nói đến trên nền tảng hệ thống học liệu chấm viên, cái đó chính là cái học liệu tự tạo. Đấy. Nào, mời các thầy cô cùng với tôi click vào học liệu tự tạo. Tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô khai thác thêm cái công cụ này ở trên. Tôi không sa đà vào việc minh họa một bài giảng như thế nào các thầy cô nhé. Bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm là những người đang làm rất tốt công việc của mình rồi. Các thầy cô đã có file audio, có PowerPoint, chúng ta có giáo án, chúng ta đã quen dùng sách mềm 2.0 rồi. Nên tôi không sa đà nhiều, tôi chỉ giới thiệu một cái mới thôi. Còn bây giờ tôi đang giới thiệu thêm cô này, đề kiểm tra, tôi hướng dẫn rất kỹ này, cách làm như thế nào này. Bây giờ tôi tặng thêm cái công cụ mà nó được đưa vào trong học liệu tôi, điều mà nhiều thầy cô. Bây giờ tôi sẽ cùng với các thầy cô tạo ra một hệ thống các bài tập câu hỏi online và gửi cho học sinh. Chúng ta đang nói đến thấy có phải là test không? Không nhé. Thằng testing hệ ngân hàng để kiểm tra nó là một cái khu vực khác. Nó gắn với cái bài dạy của chúng ta tương ứng trong chương trình phổ thông 2018 của sách Global Success. Gắn với nội dung của Global Success trên cơ sở chương trình. Còn cái này là cái ta. Your own world, thế giới của riêng các thầy cô. Chúng ta thích tạo cái gì ta tạo, thích gửi bao nhiêu ta gửi. Nào, ta cùng làm luôn, không nói nhiều nữa. Hãy ấn vào cái nút dấu cộng này thôi. Đây là cái nút giúp các thầy cô đến một cái giao diện công cụ để ta tự tạo câu hỏi cho mình và gửi đến cho người học làm online. Tôi phải dừng lại đây để nói một chút. Những người cứ bảo ui giời, làm online nói làm cái quái gì, phải tải về. Tôi tải về thì gõ trên Word cho nó xong, cần gì đến tôi nữa, cần gì đến học liệu nữa. Người ta đang nói đến một cái thế giới online, thời đại của công nghệ mà lại còn đi bản lùi. Người ta không bản lùi câu chuyện đó nữa. Nên các thầy cô, chúng ta hãy cùng với tôi tạo ra hệ thống bài tập online để người học có tài khoản học liệu rồi, kích hoạt rồi, được cô thêm vào lớp rồi. Ấy, năm nữa còn nói câu chuyện tạo lớp học nữa. Đấy là câu chuyện sau, tôi để dành cuối cơ. Mục đích của tôi là thế, để tao không bị loãng. Đây là các công cụ đã. Thì chúng ta sẽ đưa vào đây và khai thác những cái tài liệu cô tạo online để học sinh nó làm. Chúng ta không dễ tìm những cái nền tảng để tạo công cụ online như vậy đâu. Và bây giờ chúng ta đang có một cái công cụ như thế, lại gắn cái sách của chúng ta nữa. Bắt đầu nhập đây. Tôi nhập nhá. Nhập tên bộ câu hỏi này. Ví dụ như là lớp 8 kỳ 1. Lớp 8 kỳ 1. Passive voice chẳng hạn đi. Tự động đi. Hay là quá khứ đơn đi chẳng hạn. Thôi tùy nhá, tôi đang chọn ngẫu nhiên thôi. Các thầy cô, ta có thể tự tạo nội dung cho riêng mình nhá. Thì các thầy cô bắt đầu chọn lớp. Lớp của tôi là lớp 8. Môn là môn Anh. Tự câu hỏi chọn và bắt đầu ấn vào nút tạo. Tôi để nguyên trên màn hình này để các thầy cô chúng ta cùng thao tác luôn và tạo ra, nó đơn giản cực kỳ luôn. Còn chưa, tao bắt đầu làm tiếp này. Rồi, cô Tâm đang comment đấy, tôi vô tình tôi nhìn là vượt qua vùng an toàn. Đúng, không bước ra khỏi vùng an toàn thì thôi, khoan nó đến câu chuyện của công nghệ đi, thôi tốt nhất ao ra đi nấu cơm. Ok, rồi, ta ấn vào nút tạo. Và bây giờ nó đang ra cái giao diện là tạo câu cho riêng mình. Tôi bắt đầu nhập nhá. Câu hỏi số 1, tôi nhập này. Các thầy cô có chế độ để bôi đậm gạch chân in nghiêng này, thoải mái đây. Tích cho thêm hình ảnh như picture, thêm ảnh, ấn vào đây.
Rất là tiểu học, rất có ảnh, cực tiện luôn. Ta làm online tranh ảnh ra nữa thì thôi, khỏi phải nói rồi, phê luôn. Nào tôi thử nhập nhá, number one. Đấy. He chấm 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 given a puppy, được tặng một con chó con yesterday. Lúc này các thầy cô nhập câu trả lời is, was, are, was. Và các thầy cô thấy nút màu xanh không? Đây là nút đúng. Vậy tôi chọn was là đúng thao tác cùng tôi luôn nhé. Gặp khó khăn gì gõ vào chat box luôn để anh em kỹ thuật người ta đọc lại, người ta comment rep lại cho thầy cô nhé. Cô Nhung Trà hỏi là thầy Tuấn Anh ơi, không nhập được bản Word có sẵn à? Đây lại một lần nữa là tham vọng. Tôi hiểu các thầy cô, lát nữa tôi định nói rồi đấy. Cảm ơn cô đã nhắc tôi. Khi tôi đi tập huấn giới thiệu tính năng này, không phải nhiều, không tỉnh nào, không phải nhiều tỉnh ở đâu, chỉ có một số tỉnh. Khi mà các thầy cô đã quá quen rồi, dùng 100% Global Success thì đã quá quen với tôi, sau 2-3 năm tôi tập huấn rồi thì tôi mới giới thiệu thêm thôi. Thế thì với hệ thống này mọi thứ đều online, các thầy cô để ý nhé, nếu ta đưa bản Word lên liệu nó có giữ được cái form cho thầy cô không? Chúng ta đang cần một nền tảng có thể quét cái Word của thầy cô và cho học sinh để đưa ra các câu hỏi online, tức là nó phải code lại được. Hiện nay hệ thống đang chưa cho phép vậy. Thế thì nếu mà làm như thế thì không khác gì chúng ta gửi file Word qua email cho các học sinh in ra và làm đó. Nên rất tiếc phải chia sẻ với thầy cô, chúng ta phải hiểu bản chất của hệ thống để đỡ bị vỡ mộng. Tại tôi cứ nói vui như thế rồi nó xong. Tức là phải hiểu bản chất của hệ thống để ta không bị vỡ mộng. Bản chất của hệ thống là nó sẽ cho các thầy cô nhập dữ liệu vào và nó sẽ code ra, nó sẽ tạo ra những cái bài tập kéo thả vân vân. Nhưng chúng ta lại mong muốn đưa Word lên để đỡ phải gõ cơ, vì ta đang có trong máy rất nhiều đề rồi. Thôi các thầy cô chịu khó copy câu đấy trong Word, paste lại vào trong cũng nhàn, đỡ được công gõ. Còn nó chưa, hay nói cách khác là nó kiểu như là bột nước với lửa ấy, nó không thể ăn nhập vào với nhau được, nó không theo kiểu vận hành theo cái kiểu đó. Tức là hai hệ thống coding nó khác nhau, mã nó khác nhau, cách vận hành nó khác nhau. Nên thôi chúng mình đừng mơ mộng nữa để rồi vỡ mộng nha. Hệ thống nó không cho làm như thế đâu. Rồi một số thầy cô bảo đây này thì Tuấn Anh này, tôi thấy tải dữ liệu từ Excel. Nhưng các thầy cô cứ thử làm mà xem, khi ta tải từ Excel lên nó sẽ cho đòi hỏi các thầy cô phải nhập đúng cái cấu trúc Excel của nó. Các thầy cô ngồi để các thầy cô xem đúng mã Excel, vì hệ thống nó phải đọc Excel chứ nó không đọc Word đâu, thì chúng ta còn mệt hơn là ngồi ta gõ một lúc là xong. Mỗi ngày gõ 10 câu thôi, 10 ngày thầy cô có 100 câu dùng nhè. Đó. Ok. Dạ. Thế thì các thầy cô chúng ta chia sẻ đấy, vừa một số thì cô bảo là QG làm được. Trời đấy, tôi đã nói ngay từ đầu rồi là chúng ta sẽ khai thác một cái mong muốn của chúng ta, dùng những công nghệ khác nhau để hỗ trợ, chứ chúng ta đừng trông đợi vào một công nghệ. Nếu cái công nghệ này nó đang dùng được cái này, ok tôi yên tâm dùng cái này, tôi muốn nhiều hơn nữa đưa file Word lên hay gì đó, thì hãy chuyển sang QG thầy cô làm online. QG cũng là một lựa chọn tốt và nhiều những cái công nghệ khác nữa như là WordWall chẳng hạn. Những cái tôi đang nói đây là một công cụ, nó trong một cái hệ sinh thái. Lát nữa ta tạo lớp học, ta tra gửi đề luyện cho học sinh, ta gửi đề bài tập thêm cho học sinh, ta giao bài nọ bài kia cho học sinh, thì ta đang nói đến một hệ sinh thái, và trong hệ sinh thái ấy nó có một công cụ để hỗ trợ thêm các thầy cô ạ. Vì thế cái này phải fair với nhà xuất bản, đây là đang không bảo vệ cái biện minh của nhà xuất bản, mà cái gì nó cũng phải fair, nó chỉ là một cái giá trị gia tăng thêm, chứ nó không phải là một nền tảng QG chuyên biệt để tối ưu cho cái việc đó. Nếu không thì học liệu.vn nó là QG rồi chứ nó không còn là nó nữa, thì nó là kho học liệu. Thế thì tinh thần như thế các thầy cô nhé. Tinh thần như thế các thầy cô chúng ta, trước mắt là ta chỉ có thể làm được như thế này thôi. Và nếu ai giỏi Excel thì có thể đưa dữ liệu từ Excel để tải lên. Nếu không thôi chịu khó mỗi ngày 10 câu, sau 10 ngày cô bơi trong dữ liệu để đưa cho học sinh. Ok, nào tôi biết rồi, tiếp tục. Bây giờ tôi muốn câu hỏi số 2, tôi lại nhập tiếp câu hỏi số 2.
Lúc này với câu hỏi số 2 tôi lại nhập tương tự như vậy. Tôi thử một câu khác. They chấm 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 taught English out. Vậy tôi sẽ có các phương án gồm is thing. Phương án 2 are. Và was. Were. Ví dụ như vậy. Và một lần nữa chúng ta lại có một lựa chọn đúng. Các thầy cô cảm thấy số lượng này ok rồi, cô ấn nút lưu. Bộ câu hỏi giờ đây đã được lưu không? Các thầy cô bắt đầu quay trở lại để xem bộ này. Các thầy cô nhìn thấy không? Đây. Hãy cho tôi phản hồi của thầy cô. Đến bước này rồi, các thầy cô thấy nó có ok không? Khi các thầy cô đang thao tác trên máy, ai làm được đến đây chưa? Thầy cô nào làm được đến đây rồi thì hãy cho tôi trong chat box đi để thông báo với đồng nghiệp của mình là đang dùng ổn đấy. Có ai làm được chưa? Cho tôi một câu trả lời đi. Đấy, đây là những gì mà tôi vừa làm cùng với thầy cô, nó đã hiện lên đây rồi. Và các thầy cô, đó, cô rồi. Phải, ok này, tuyệt vời, cảm ơn thầy cô ạ. Đây, một thầy cô hỏi MP3, đây chính là cái mà tôi đang định nói đây. Các thầy cô mong muốn là có thêm âm thanh này. Tôi đã từng thử nhúng clip audio vào nhá. Đây, tôi bật YouTube lên này. Tôi nghịch nhiều chứ, YouTube đi. Đó, tôi muốn cho một cái clip nó lên, ca sĩ mặt na này. Chẳng hạn, đây, để tôi lấy cái link của cái. Không không, tôi không bật cái này mà tôi lấy link thôi. Tôi lấy một cái link YouTube nào đó chẳng hạn lên. Thầy cô yên tâm. Rồi. Cái máy này đang. Rồi, ví dụ nhé, tôi đã đưa một cái link YouTube lên chẳng hạn và tôi nhúng vào để coi cho các con xem một cái gì đó. Thế nhưng câu chuyện nó đặt ra là hệ thống nó đang không đọc được một clip và tôi đã gửi cái thông báo này đến với bên xây dựng kỹ thuật là hãy tăng thêm tính năng cho cái học liệu này và cô ấy hứa là đang code rồi. Thế thì hy vọng nửa năm nữa ta gặp lại nhau, các thầy cô sẽ có những cái tính năng mới được cung cấp thêm như là chèn audio này, chèn clip vào này. Hiện nay mới được chèn được hình. Cái này là phải chia sẻ thật lòng với các thầy cô. Tôi đã thử rồi, được đâu, nó đang chỉ dạng plain text thế này thôi. Thế thì xem trước, thế thì xem trước nó trông như thế nào trước khi gửi cho học sinh. Ơi, trước khi gửi cho học sinh nó trông như thế này. Trước khi gửi sinh ở trong này, vậy học sinh nhận được nó là thế này. Học sinh nhận được cua đi. Đấy, trả lời cua. Đang đơ. Rồi, và tôi check đáp án. Nó đang nhiều tác vụ quá. Rồi, con chọn. Bây giờ các thầy cô show đáp án lên một cái. Để tôi show cái đáp án của các thầy cô nhé. Đâu phải di chuyển. Show lên cho các thầy cô đây. Thầy nó phải vui thế này chứ. Đúng không ạ? Có nghĩa là vẫn là những bài tập các thầy cô quen thuộc theo kiểu là ta phát word cho con in về nhà làm thêm đi. Thế các thầy cô bảo này, cô có một 10 câu online về bị động đấy, về làm thêm đi, giao rồi đấy. Học sinh nó mở ra nó là đấy. Đây ạ, thầy cô làm được rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng xem. Có nghĩa là hãy tưởng tượng nhá, các thầy cô chăm chỉ một chút, cả hội mỗi người đóng góp khoảng 50 câu vào. Các thầy cô lúc này sẽ có một cái thống bài của riêng mình, dùng trên lớp, đi dạy thêm vân vân. Thậm chí các thầy cô mở lên máy chiếu dùng luôn, không cần gửi cho các con. Không cần gửi cho các con mà ta show lên ta dạy luôn. Nào cả lớp phương án này là gì? Chọn kiểm tra đáp án nhá. Rồi dùng mấy cái công cụ highlight ở đây này. Tóm lại là những gì tôi đang show cho các thầy cô. Hiện nay ta đang tích hợp rất nhiều thứ vào trong một hệ sinh thái đủ dùng.
có những tính năng quá hay, có những tính năng đang đủ dùng. Chúng ta hãy đợi chờ họ tiếp tục như một cô nói là rất mong bản muốn. Ơi, hay đúng không ạ? Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là muốn chia sẻ với người học thì sao? Thì đơn giản thôi, thì phải tạo lớp học. Bây giờ chúng ta ôn lại nhá, ôn lại cái tính năng tạo lớp học. Bây giờ tôi sẽ cùng với thầy cô vào cái lớp học. Tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái trọn gói thì tôi sẽ cần phải tạo lớp học ngay từ đầu năm học. Nếu thầy cô nào chưa làm học kỳ 1 thì vào kỳ 2 chúng ta hãy lấy danh sách của lớp chúng ta phụ trách, sau đó chúng ta tạo cái lớp học. Tôi cùng với thầy cô làm lại các bước nhé, các thầy cô có thể theo dõi xem lại sau. Đừng nhắc tôi là thầy ơi nhanh quá nhé. Vì chúng ta có thể xem lại được, tôi sẽ đi từng bước. Mời thầy cô. Vậy lúc này tôi sẽ cùng vào tạo lớp học. Thầy cô ấn vào nút màu xanh, nó có cái chữ là tạo lớp mới. Tạo cái nút màu xanh. Mới. Cô đợi tôi một chút để tôi... Đang hơi bị chậm một tí tẹo. Tại cái này. Tại. Cô chạy nó ngon lành một chút. Đây. Rồi. Nhờ kỹ thuật chạy giúp tôi. Đấy. Vậy các thầy cô vào đi. Chúng ta đang nói đến lớp học. Các thầy cô đã tạo được lớp học rồi. Đấy, vào giúp tôi. Đó. Chúng ta đã cùng vào lớp học. Rồi. Ta cùng vào lớp học. Đấy. Anh kỹ thuật anh sờ phát ngon ngay. Chúng ta cùng tạo cái lớp của chúng ta nhé. Ví dụ tôi đi về Quảng Trị, Thái Bình hay Đà Nẵng vân vân. Tôi đã tạo lớp cùng với thầy cô. Thì bây giờ tôi sẽ tạo một lớp khác đi. À, lớp 4. À, lớp 4. Ta ngày hôm nay là tập 4 đi. Và tôi chọn khối lớp là lớp 4. Tôi chọn năm học này. Tôi xác nhận. Lúc này lớp 4 đã được tạo ra xong. Và sẽ cùng với chúng ta lớp 4. Ở bên dưới. Đây lớp 4 tập 1. Bước tiếp theo là tôi cho học sinh vào trong lớp. Học sinh vào trong lớp thành viên. Các thầy cô ấn vào chữ thành viên. Các thầy cô có thể share lớp này với một giáo viên trong cùng trường. Nhưng bây giờ tôi đang thêm học sinh. Học sinh của chúng ta hầu hết đều là chưa có tài khoản. Nếu có tài khoản rồi các thầy cô lấy từ đồng nghiệp đã tạo sẵn. Còn tôi đang mặc định là chưa có tài khoản. Và lúc này các thầy cô nhập tên của học sinh vào. Nhưng hoàn toàn có thể gõ tên học sinh ở trên Excel. Đây, tôi mở Excel ra cho thầy cô nhé. Ta có thể mở Excel ra. Chúng ta nhập tên người học vào một cái dòng nào đó ở trên này. Và bắt đầu tôi gõ này. Ví dụ như là Nguyễn Tam, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Xuân Bách. Rồi, bây giờ tôi đang có một cái file Excel như thế này. Các thầy cô chỉ việc copy cái này này. Copy lại danh sách này, Ctrl C. Rồi chúng ta chuyển vào trong cái giao diện của chúng ta, đặt vào ô này và Ctrl V. Đây, tôi đang có ở đây để tôi bỏ cái. Đây. Có cái này tôi cắt C. Thầy cô chúng ta cũng có thể làm luôn với tôi. Và sau đó chúng ta Ctrl V. À, hôm qua tôi ngồi tôi tạo ra một loạt danh sách. Và lúc này khi tôi Ctrl V xong, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Xuân Bách đã ngay lập tức được tống vào trong lớp học của chúng ta. Đưa vào đây xong một phát là chúng ta rất nhàn nhã, không cần phải ngồi gõ từng bạn. Các thầy cô thế nào? Đó, chúng ta có thể làm tức. À, một số câu hỏi là dữ liệu có hết không cô? Rồi ôi thưa cô, là cô thích tạo bao nhiêu cũng được, bét nhè luôn nhá. Tôi chưa thấy thông tin nào từ bên kỹ thuật nói là mỗi giáo viên chỉ được tạo 20 lớp. À,
Nghĩa là đồng nghĩa với việc các thầy cô hiện nay đang tạo lớp vô biên. Tôi đi tập huấn và tạo vô vàn nhiều lớp rồi nhưng chưa thấy hệ thống đấy. Thực ra là cái dữ liệu rất nhỏ thôi thầy cô ạ. Trên cái server tổng của họ với học liệu nền tảng của liệu.vn thì nó không đâu, nên thầy cô cứ yên tâm thử. Lớp nào cũng được, nó không vướng bận. Một số thầy cô đang nhập sai nhé, nên chúng ta lớp nó không được đâu. Theo kiểu là cứ thầy cô nhập sai công thức. Ví dụ đây người ta bảo là thêm tạo lớp mới này, tôi thoát ra nhé. Lớp học tôi hướng dẫn lại các thầy cô này. Chúng ta nên nên làm theo cái cấu trúc người ta hướng dẫn ở đây là lớp này cách ra 14 hay là 11 vân vân để nó nhận diện cái khối lớp tương ứng. Đấy, mục đích của nó là như vậy. Do đó các thầy cô hãy chỉ rõ giúp tôi là lớp mấy, cái lớp 10, lớp 10A hay gì đấy vân vân. Tôi thử tạo lớp 10 xem có bị lỗi không nhá. Lớp 10A. Và bây giờ tôi sẽ chọn khối lớp 10 hai học 2023-2024. Ok, xác nhận đấy, ngon. Như vậy là lớp 10 đã được tạo xong. Nhiều thầy cô bảo là cái Excel hay nhỉ. Hay chứ, đương nhiên rồi. So convenient. Cảm ơn cô Nhụ Doãn. Cô Liễu cũng rất là ủng hộ này. Cảm ơn thầy cô. Thế bây giờ ta lại tiếp tục. Sau khi các thầy cô đã tạo xong rồi, chúng ta cho học sinh vào. Với tôi đang gì nhỉ? Các thầy cô có thể search nhé, search tìm kiếm lớp của mình là lớp 4 tập. Và tôi sẽ cho học sinh vào trong. Với tên học sinh vào. Chọn chưa có tài khoản. Như tôi vừa minh họa các thầy cô, chúng ta có thể Ctrl V vào đây. Từ Excel, Nguyễn Lan, Tuấn Anh, Bách. Ta nhập mật khẩu tùy theo thầy cô nhé. Tôi vẫn hay hướng dẫn thầy cô là dùng cái đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mật khẩu chung cho lớp. Lớp đều. Và mời tham gia lớp. Vậy lúc này em Nguyễn Tuấn Anh 8758, thầy cô nào đang có tên là Nguyễn Tuấn Anh hoặc tên là Nguyễn Thị Lan hoặc tên là Bách, hãy nhớ cái mã số này để tối nay làm con Việt lót nhé. Trúng thưởng thì nhớ chia sẻ với tôi. Tối nay thể nào tôi cũng phải làm con quả jackpot mới được, khi được vài tỷ. Vậy Nguyễn Tuấn Anh là 8758. Lúc này tôi đã có tài khoản và các thầy cô chúng ta thoát ra và chúng ta đăng nhập bằng tài khoản học sinh để check. Lời khuyên này, lời khuyên này, mỗi một lớp học thầy cô nên cho một nick ảo của chính mình. Ví dụ cô Nguyễn Thị Lan là giáo viên, cô cho luôn tài khoản học sinh là Nguyễn Thị Lan vào trong lớp. Bằng cách đó thầy cô khi đăng nhập bằng tài khoản học sinh, ta biết được học sinh trong lớp mình nhận được cái gì một cách dễ dàng. Tất nhiên thầy cô có thể bảo là lấy một cái nick của học sinh lớp vào cũng được, làm sao phải khổ. Thế thì tôi mới bảo là như thế thì thầy cô đang khiến cho cái việc vi phạm cái tài khoản cá nhân của học sinh nó trở nên hiện hữu. Chúng ta đang có nguy cơ vi phạm cái tài khoản đó, mà biết đâu được lúc các con nó đang làm bài, cô vào, cô dùng tài khoản ấy, nó bị ao ra mất bài làm của nó thì sao? Đó. Do đó, lời khuyên này, hãy tạo ra một cái tài khoản ảo của riêng mình đưa vào trong từng lớp học để kiểm tra xem khi tôi giao bài, người học nhận được như thế nào. Vậy lúc này tôi đang có các tài khoản nhé. Vừa rồi của tôi là gì nhỉ? Bên kỹ thuật có nhớ tôi không nhỉ? Cái mã của tôi là gì, 58 gì nhỉ? Đây 8758. Các thầy cô nhớ giúp tôi nhé, 8758 gõ vào chat box giúp tôi cái để tôi nhớ. Bởi vì bây giờ tôi chuẩn bị làm một cái công việc, đó là tôi vào mục học liệu của tôi. Thầy cô gọi chat box giúp tôi cái nhé để tôi đỡ bị quên. 8. Bây giờ tôi vào học liệu tự tạo này. Vừa rồi tôi tạo được cái phần ôn luyện tiếng Anh là passive, ôn luyện passive. Tôi sẽ có cái phần ôn luyện này và tôi có chia sẻ. Các thầy cô có thể nhập email để chia sẻ, nhưng ta sẽ làm việc giao bài cơ. Ôn luyện passive. Vừa rồi tôi chưa lưu, thế em quên một nút lưu một cái là dở ngay, là mất dữ liệu gõ ngay. Vừa rồi tôi mải show thầy cô tôi không lưu.
Bây giờ ví dụ tôi đi về Huế này, tôi đã lưu chưa nhỉ? Ôi, tôi... Còn tạo mình không lưu ấy. À, để tôi tìm cái bài nào mà tôi đã lưu. Ôi, tôi nhỉ? À, đây đây đây, có một câu đây rồi. Giữ ở đây, tôi đã lưu xong cái bài tôi tự tạo đây rồi. Thế thì lúc này các thầy cô hãy nhìn vào cái nút. Nút này là nút giao bài. Nút này là nút giao bài. Tôi sẽ giao cái câu tự luyện này cho lớp 4 tập huấn. Đây. À, cảm ơn các thầy cô đã gõ cho tôi và trong tôi nhớ rồi, 8758 tôi phải nhìn vào các thầy cô nhớ. À, đây. Và tôi bắt đầu giao bài. Các thầy cô giao bài thôi, dạng bài tập này, lớp 4 này, lớp 4 này giao cho cả lớp này, hay là chỉ giao cho Tuấn Anh thôi, tùy. À, hạn nộp bài thôi, không cần hạn. Có hạn cũng được thì chọn giao bài nhá. Bây giờ tôi thoát ra. Tuấn Anh ơi, con có bài phải làm đấy, vào mà làm đi, cô nhắn trong Zalo cho mẹ. Vậy, vâng ạ, con vào con làm đây ạ. À. Bài tập làm thêm. Con đăng nhập bằng Nguyễn Tuấn Anh. Anh 87 đây, được xem em 87 Hoa Phạm 875. Ok thầy cô, và chúng ta có cái gì, pass. Các thầy cô còn nhớ pass vừa tôi đặt là gì không? Đố ai nhớ được luôn, xin mời, đố ai nhớ được luôn. Nói thật các thầy cô như tuổi giờ chúng mình già rồi, tôi ngoài 40, nhiều thầy cô có trẻ đấy nhưng lập gia đình rồi, đẻ xong là quên lắm, Covid nữa, nên thôi chọn những cái pass nó đơn giản thôi. À, rồi xem nào, có ai cho tôi pass còn nhớ không? Pass của tôi là một, a chuẩn, cô Đình Sự, cô Dũng, ba bốn năm sáu bảy tám, một hai ba bốn năm sáu bảy tám đấy, bắt trực tiếp một đăng nhập xong. Vậy lúc này học sinh vào lớp 4 tập huấn và một bài tập đã được giao. Và tôi nói lại, đây không phải là đề, à, đây là bài đã giao, đã làm, được thiết kế riêng, tự gõ riêng để luyện thêm. Và học sinh ấn nút làm bài. Tôi đang với tư cách là học sinh nhé. À, tự luyện tập có hai chế độ, làm bài để nộp và tự luyện tập. Rồi, đặt câu. What is that? A boy. Submit. Ai ơi, con ơi. Đó. Ơi, tôi minh họa như vậy để nói với các thầy cô rằng chúng ta đang sở hữu trong tay một cái công cụ là học liệu tự tạo. Và để khai thác tối đa, các thầy cô hãy sử dụng cái công cụ tạo lớp học. Nhưng công cụ tạo lớp học nó không chỉ dành riêng cho cái mà chúng ta vừa tạo ra, nó còn gắn với cả sách mềm nữa. Nào, xin mời thầy cô. Tôi đang ở lớp 8 đi. 11 mãi rồi. Lớp 8 nhá. Tôi vào trong phần sách bài tập hoặc sách học sinh đều được nhá. Lớp học đã có. Đề thi có thể được giao, bài tập tự tạo cũng có thể được giao và nội dung học trong Global Success cũng có thể được tự làm. Này ta đã làm rồi, giới thiệu cái tập huấn rồi nhưng tôi chỉ là đây các con, chúng mình có phần looking back, phần skills 2 buổi sau ta học, các con về làm trước online cho cô nhé. Và các thầy cô sẽ thấy hệ thống nó nhận diện lên lớp 8. Vì sao lại phải đặt đúng tên của hệ thống để nó lọc ra lớp 8? Là như vậy. Bây giờ chúng ta chuyển vào một cái lớp 8, giao cho một lớp 8 Quảng Ngãi chẳng hạn. Lớp để các tôi, để tôi tập cô. Đây ta có ấn nút giao bài. Vậy lúc này giao cho cả lớp hay là chọn một có để giao? Kiểm tra như y hệt như thì cái tôi đang muốn nói thầy cô ở đây đó là không phải lớp nào cũng dùng được, không phải đâu cũng dùng được. Nhưng quan điểm của chúng ta là không bàn lùi. Chúng ta đã có một công nghệ. Chúng ta sẵn sàng mở trái tim mình ra để đón công nghệ vào. Thì chúng ta hãy làm chủ nó trước. Sẽ có lúc ta dùng ở một nhóm nhỏ học sinh, ở một lớp học, trong nhiều lớp trong trường. Rồi dần dần theo thời gian ta mở rộng nó. Bằng cách đó
các thầy cô làm chủ công nghệ để khi cần ta bùng lụa. À, các thầy cô có đồng ý quan điểm này với tôi không ạ? Chứ bây giờ mà cứ nghĩ bản lù là không làm được cái gì mẻ nữa đâu. Nếu thầy cô đồng ý với quan điểm đó thì gõ đồng ý giúp tôi. Và tiếp tục. Đấy, cuối cùng, cô trước khi chúng ta rồi. À, cảm ơn thầy cô nhé. Thế quan điểm là như vậy. Thế bây giờ ta cùng tiếp tục đến với liệu.vn. Nền tảng này nó còn cái gì không? Tôi sẽ không tạm không nói về cổng luyện thi vì các thầy cô, một số thầy cô thắc mắc với tôi là thầy ơi, tại sao vào cổng luyện thi không dùng được cái gì ở thầy? Thì tôi phải giải thích luôn như thế này, cổng luyện thi là một sản phẩm. Nó là optional, thầy cô thích dùng thì dùng, không dùng thôi, nhưng ta sẽ phải mất tiền. Ta mua, ví dụ khi tôi mua cho con tôi để luyện đề thì tôi sẽ mua cào thẻ ứng như nên tôi không nói về cái này nữa. Nó là một cái tính năng hay nhưng nó dành cho những ai cầu, vì đây không phải là phẩm gắn với, theo kiểu là đi cùng với bộ club of sex, mà đây là một cái đâu nó cũng thấy cả nó thấy cô quyền lựa chọn dùng ấy. Rồi thế bây giờ tôi đang nói đến học liệu tự tạo đã xong này. Các thầy cô sẽ tạo được ra tự học liệu cho mình này. Ta có thể giao bài này. Đấy, được. Rồi, đồng thời chúng ta cũng có thể khai thác cái học liệu từ lớp đến lớp 12 tôi đang tổng kết lại nhá. Trong đó audio này, chơi theo từng cái tính năng này, tốc độ này. Tôi đang ôn tập lại thôi nhá. Tiếp tục chúng ta hoàn toàn có thể vào trong sách mềm khai thác glossary. Chúng ta có cái công cụ mới là share các bộ phận màn hình. Và một thầy cô vừa mới bảo là thầy ơi sao em không làm được. Đây tôi hướng dẫn lại này. Share cái chỗ cần share đi này. Rồi di chuyển con trỏ vào. Ấn lại. Nó sẽ xóa đi. Đấy, thầy cô nào vào muộn thì xem lại phần đầu giai đoạn này cho tôi nhé. Ok. Thì đây là những cái mà tôi đã giới thiệu với thầy cô. Tiếp tục. Học liệu.vn nó còn có một khu vực nữa có tên gọi là học liệu mình. Nôm na của nó hiểu đơn giản, đó là cái nền tảng bài tập làm sẵn gắn với từng unit, hiểu bản chất nó làm gì dễ. Nha, ví dụ chúng ta có lớp 8, chủ đề là Leisure Time, các từ vựng, ngữ pháp, nội dung sẽ được dựa trên sách Club of Success lớp 8 và xây dựng bài tập bổ trợ. Nôm na học liệu thông minh là bài tập bổ trợ thêm gắn với sách. Đấy, các thầy cô có cần cái này không? Ai đã dùng rồi chat box cho tôi nào. Này mà không cần nữa thì còn cần cái gì, đúng không ạ? Đây là các bài tập đã được xây dựng theo nhóm kiến thức chứ không phải là theo kiểu getting started rồi sửa skill language không. Cái này nó xây dựng theo đúng cái kiến thức của ta được phân nhỏ ra và người học có luyện thêm tương ứng với bài này. Thầy cô thấy cái này được không? Vâng, cảm ơn các thầy cô. À, có thầy cô bảo rồi dùng rồi đấy, trời hay mà. À, tuyệt vời. Nếu thầy cô đã dùng rồi, cảm ơn cô Sao Khuê. Rất sát chương trình. Đấy, có một cô khen này, cô Vân Ninh này, dùng rồi, sát chương trình. À, thì dùng đi nhá. À, các thầy cô đang thấy có những cái lợi ích mà chúng ta không để ý. Thực sự nói, chúng ta cứ bảo là nhà xuất bản ơi, chúng tôi thêm cái nọ thêm cái kia. Thêm rồi đi thầy. Nhưng lại vẫn có comment trong này này, thầy Tuấn Anh ngồi cho không tải được về. Ồ, các giáo viên mình không hiểu sao ấy, xu hướng là cứ phải tải về được thì mới yên tâm cơ. Thôi, thời đại online mà, các thầy cô có những cái họ cũng phải giữ bản quyền nữa, cái gì mình cũng muốn tải về hết nha. Online nên chúng ta tạm gác cái việc cái gì cũng phải tải về đi. Đây là những cái công cụ kiểu QG ấy. Thầy Tuấn Anh ơi, em muốn đao QG về để dùng trên máy. Chắc khó. Online. Thời đại online nó thế. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, tôi nói lại một số cô bảo nói lại phần này. Tôi nói lại nhá. Cái tính năng này tính năng quan trọng. Ta có học liệu thông minh. Đây, các thầy cô nhìn thấy bên phải không? Học liệu thông minh, lớp nào nó cũng có gắn với học liệu thông minh. Có một số lớp nó có thể chưa phát triển đầy đủ thì các thầy cô cứ đợi một chút rồi lên hết. À,
Vậy học liệu thông minh. Tôi chọn tiếng Anh. Và đây cứ thế mà học dùng thôi. I choose the correct sound for the underlined parts of these words. Nó chán luôn. Thì trong sinh nghiệp lên đây nó làm. À, mã cào thẻ có rồi. Và đây mà dùng. Check đáp án từng câu một. Chọn lựa phương án. Hay thế nào? Đúng hay sai? Đó, kiểu như thế. Hay là check toàn bộ đáp án. Rồi, xong, check. Trong sinh là. Rồi, ta chuyển sang bài khác. Listen, check and repeat. Listen. Cook. 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 Con tích luôn. Vui chứ, học nó phải vui chứ. Bull. Bò. Bò. Đấy, thấy chưa? Tôi nói là bò nó không nhận đâu. Tức là hệ thống nó dùng AI để nó ghi nhận, phân tích âm thanh của cái thầy cô. À, thế thì cái thầy cô cho học sinh làm thế này nó mới vui. À, các thầy cô thử đi. Nhưng bây giờ tôi nói từ bu nhá. Bull. Thì ấm cần chưa? Đâu nhỉ? Đây à? Bull. Đâu không ạ? Bull. Ngon rồi. Đấy. Dạ. Bây giờ thử nói bò lại xem có nhận diện không? Bò. Ôi trời. Đấy, đôi khi AI nó vui thế thì cô ạ. À, nó có thể nó vẫn lưu cái dữ liệu cũ hay là gì đấy, nhưng về cơ bản là các thầy cô chúng ta đang có một cái nền tảng để các con ôn luyện thêm. Thôi, học đôi khi phải fun các thầy cô ạ. Ở đây có một số thầy cô nói này. À, đó là học sinh có sách nhưng có cào được mã đâu thầy. À, thì lại phải dừng lại cô. Cô có thể tua lại cái phần đầu của tôi nhé, để tôi nói lại là mã cào của sách xuất bản năm nay gồm 4811 thì nó nằm ở bìa 2. Bìa 2 tức là đây là trang nhất này. Trang 2 nó cái mã cào đây, hình chặt ở bên dưới này, mã cào cho học sinh cào và kích hoạt nhé, nhé. À, nếu học sinh có sách bên kỹ thuật hoặc là bên nhà xuất bản cứ đọc được những cái này thì cũng cho tôi rep lại cho các thầy cô trong đó luôn nhé. Tôi biết là nhiều chat các anh chị cũng theo dõi cũng mệt, nhưng mà các anh chị nếu chọn được đúng cái comment nào giải quyết bức xúc rep lại cho lúc à, các anh chị sum up rồi, tức là ok rồi. À, đấy là sách. Còn đối với sách cũ là sách lớp 7 xuất bản năm ngoái thì cái mã cào nó sẽ nằm sau này. Cào nhầm, mua sách thì phải chuẩn thì cào nó mới được thầy cô nhé. Thôi, tôi tạm dừng ở đây để nói về câu chuyện khác. À, mọi người vẫn đang cào được mà. Tôi cào phải cẩn thận thôi. Nhiều người cũng trúng thưởng jackpot, mã cào cũng cào mạnh quá mất chứ. Rồi thế cho nó vui, nhưng các thầy cô nhắc các con cẩn thận một chút để chúng ta mất mã. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy cô. Thế tôi đang nói với thầy cô về học liệu thông minh. Ta tạm gác học liệu thông minh lại. Ai chưa khai thác, khai thác đi. À, thế thì cái có lẽ là cuối cùng thôi. À, có lẽ là cái cuối cùng thôi. Đó là chúng ta nói về desktop app. Đây là cái mà các thầy cô khi mang lên lớp dùng máy tính của mình. Tôi nói lại phải cài trên máy tính của mình nhé. Hoặc là cài trên máy tính ở trường khi có mạng. Cài để phòng khi không có mạng. Các thầy cô lưu cái desktop app này về, ấn vào nút desktop app ở dưới cùng này thôi. Tôi bắt đầu tải desktop app. À, các thầy cô ấn vào, hệ thống sẽ tải desktop app về. Các thầy cô ấn đi, các thầy cô tải về đi. Cần phải kích. Rồi, desktop app các thầy cô tải đi, tôi ấn nút tải này. Hệ thống nó sẽ thông báo là đang tải file rất nặng nhá, cảnh báo nhá. Nhà ai đừng truyền kém mà không tải được đâu. Tầm cái dữ liệu của nó là tầm gần 700 MB, tức là tương đương bộ phim kiểu HD bình thường. Thì chúng ta đang có 700 MB mạng khủng khiếp nhỉ. Tại cứ toàn mấy chục MB một giây
Ok, đó. Thì hiện nay nhà xuất bản nó có đường truyền tốt nên nó tải rất nhanh. Tôi sẽ cùng với các thầy cô xử lý luôn cái này. À, bên kỹ thuật trả lời giúp tôi cái là đã cài desktop app trên máy này chưa? Chưa, vậy tuyệt vời. Ta minh họa dùng luôn. Rồi, hiện nay hệ thống đã thông báo là tải đã xong. Bây giờ tôi sẽ ấn vào để tôi cài đặt luôn. Đợi một chút, nó đang kiểu như là gói lại tất cả web. Bao giờ nó cũng thế mà, file nặng nó gì. Rồi, tôi chạy nhá. Lúc này hệ thống nó thông báo là protected. Các thầy cô nếu là máy nào đã thông báo như này, nhất là Win 11 này, các thầy cô ấn vào nút More Information. Tôi rất nhiều lần nhận được cái ảnh chụp màn hình này rồi. Thầy Tuấn Anh ơi, thầy bảo tải về cứ thế mà chạy, nhưng tại sao Windows nó không cho chạy? Thì các thầy cô đây là an toàn thôi, ấn vào nút More Information và nó sẽ hiện ra là Run Anyway. Thì không hỏng đâu. Và hệ thống nó sẽ cài đặt. Đây, nó đang thông báo cài đặt. Và đợi. Minh họa luôn, hay quá. Và ta đang chưa có cái này chứ. Cài luôn để xem dùng. À, một số thầy cô đang bảo là nó bị lỗi. Thực ra là khi tôi trải nghiệm thực tế, đôi lúc nó bị lỗi, nhưng đấy là phiên bản trước. Nó đang mới nâng cấp lên phiên bản mới. Thầy cô gỡ giúp tôi phiên bản cũ đi. Cài đặt phiên bản mới của ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10 cho tôi. À, cô Bùi Lan Hương đã sử dụng. Con đúng không ạ? Một thầy cô hỏi là thầy ơi, có tài liệu luyện thi IOP Internet rồi luyện tiếng Anh Olympic Online có không? Thì tôi xin trả lời với các thầy cô này, đây là của học.vn, tức là thuộc bộ sách của nhà xuất bản. Nó không phải là một cái nồi lẩu để chúng ta tìm các cái tài liệu khác nhau của các cục có. Nhưng các thầy cô có thể đưa cái tài liệu đó lên phần học liệu tự tạo của mình ấy, để ôn luyện cho các con, gửi cho con làm thì được học. Chứ còn chúng ta không có một cái phần nào là để ôn luyện những cái bài thi như cả, hay ôn luyện IELTS, TOEFL, nó không có. Đó. Thì, rồi. Tiếp tục, sau khi tải xong, nó sẽ tự cài đặt và đây là giao diện này. Các thầy cô ghi các bước cho tôi nhá. Ghi lại nhá. Bước 1. Tiến hành đăng nhập ở trên học liệu.vn trên Google Chrome như tôi đã đăng nhập. Các thầy cô đăng nhập trước đi. À, sau khi đăng nhập xong, chọn đăng nhập tài khoản, hệ thống nó sẽ hỏi là có tiếp tục với Nguyễn Tuấn Anh không. Các thầy cô trả lời trùng khớp, chính là tôi, tiếp tục với học liệu. Và các thầy cô ấn vào luôn cho phép học liệu mở học liệu. Không, vậy đây là desktop app. Các thầy cô nhìn thấy bảo ôi thầy ơi, đây chính là Google không phải, đây là phần mềm hoạt động độc lập. Khi tôi đi tập huấn ấy, tôi còn làm một cái việc là tôi ngắt internet của cái máy, tôi chứng minh rằng là hệ thống nó chạy ngon không có mạng. Nhưng xin lỗi thầy cô là hiện nay nếu mà ngắt thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Do đó các thầy cô cứ về nhà thử đi, ngắt internet đi. Nhưng trước khi ngắt internet, nốt lại giúp tôi một cái nữa này. Trước khi mang máy đến lớp để dùng, thầy cô hãy tải cuốn sách mà mình muốn tải về. Tôi nói lại, với sách mềm cũ nhá, thầy cô tải được có 2 unit thôi. Các thầy cô thấy đúng không ạ? 2 unit thôi. Nhưng với học liệu.vn phiên bản desktop, thầy cô tải được cả những cuốn sách mà mình đang giảng dạy. Xem. Đấy. À, cô Diệp Thanh Hoài ơi, cô bảo là hỏi 3 lần rồi mà thầy không trả lời, chán thì cô đừng giận tôi, bởi vì tôi đang mải nói tập trung và các cái dòng chat nó liên tục, đừng trách nhau làm gì, đã tổn thương ghê gớm. Còn bây giờ cô muốn hỏi gì thì cô có thể gõ luôn giúp tôi đi để tôi trả lời cho cô nếu tôi biết và tôi luôn.
Để các thầy cô cài đặt cái desktop app này đã. Win 7 tải được chứ, Win nào cho tải được. Nhưng mà tôi nói rồi, nếu như mà đời máy nó thấp quá, đôi khi nó sẽ đột nhất định. Vì vậy, các thầy cô một lần nữa chú ý giúp tôi phải chú ý đến cái cấu hình của máy móc hiện nay cũng dùng ngon này, được này. Máy M1 dùng được không nhỉ? M1 được, đã được xử lý rồi. Chip M2 ok. Còn với Windows, cứ tầm Windows 10, Windows 7 cơ bản là dùng tốt thôi. Không có đến cả. Cô Thanh Hòa hỏi tôi gì nhỉ? Đấy, cô Thanh Hòa ơi. Giờ cô đâu rồi? Giờ cô đâu? Đây rồi, hỏi 3 lần rồi, không biết cô hỏi gì nữa. Đấy, xin lỗi cô nhé. Thế thì có gì thì bên nhà kỹ thuật nó sẽ hỗ trợ và trả lời giúp tôi, cô Diệp Thanh Hòa. Nick của cô là như vậy. Thỉnh thoảng tôi mới nghé qua cái khác của chúng ta thôi. Bây giờ tôi sẽ tải một cái cuốn sách mà tôi muốn tải về. Ví dụ tôi chọn lớp lớp 8 đi. Đây, nó có mũi tên này. Các thầy cô ấn nút tải về cho tôi nhé. Và nó sẽ hiện ra cái tải về để... Và khi tải xong nó sẽ có tích một cái. Nó đang nén dữ liệu, đang nén dữ liệu. À đây có cô Then phụ trách kỹ thuật, cô đang ở trong này, cô tương tác này. À, nhờ cô Then đội kỹ thuật là tôi bảo có thể quần vật được tôi. À, trên MacBook thì cô cứ vào và cô tải bình thường thôi, hệ thống nó sẽ hiện cái phiên bản tương ứng cho cô nhé. À, còn muốn tải như thế nào thì các thầy cô tôi này, chúng ta đang ở cái giao diện web, các thầy cô kéo xuống tận cùng của trang chủ, kéo xuống tận cùng của trang chủ, nó cái mục là desktop app, đây là chủ nhá, học liệu .vn nhá, các thầy cô kéo xuống tận cùng cho tôi và nó có cái phần desktop app. Đó, cô Nguyễn Liên tốt quá, thỉnh thoảng mất mạng, đó các em ready to listen. Ôi, đôi khi chúng ta cũng cần phải cẩn trọng nhé các thầy cô nhé, mạng internet đôi khi nó chuột nó cắm hoặc cá mập nó cắn cáp quang nên chúng ta không ổn định đâu. File nghe thì kiểu gì cũng phải có một file rời USB để cắm vào đài hoặc mở điện thoại. Thì dạy tôi bao giờ cũng phải phòng thủ như vậy, khi chúng ta tin cậy hoàn toàn vào mạng là cũng không ổn. Vâng, cô Thêm đã có đây, máy móc tải bình thường. Đấy, tóm lại là cứ không phải lăn tăn máy gì nữa, cứ tải về thôi. Rồi, ta quay trở lại app này, tôi mở app lên này. Vậy lúc này hệ thống đang báo là 25%, 26% thôi, vì nó cả bộ sách mà thầy cô nhớ nhé. Ta đang tải cả cuốn sách. Hello một tí. Đấy, các thầy cô cứ làm việc khác đi. Ví dụ tôi vào lớp 3 chẳng hạn, lớp 3 tôi tải được rồi nhé. À đâu, phiên bản này là phiên bản là đang chưa có trên máy. Tôi cứ nghĩ là trên máy của tôi. Nó lưu trên máy, nó lưu trên máy. Tải lớp 3. Thôi, tôi nghĩ thế là đủ. Các thầy cô khám phá thêm nhé. Phiên bản này chạy tương đối ngon. Thế thì bây giờ là 10:53, ta còn khoảng 5-7 phút nữa để tôi wrap up lại mọi thứ nhé. Buổi sáng ngày hôm nay tôi đã cùng với các thầy cô chúng ta bàn về cái câu chuyện khai thác học liệu .vn và công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh nói chung và bổ sắc xét riêng. Tôi đã cùng với các thầy cô đến với cái checklist về cái IT profile của mình. Laptop ngon chưa? Email password ổn chưa? Sách mềm.vn thì đừng có tơ tưởng máy tính nữa. 2.0 nó hay. Tài khoản học liệu.vn đã được tải rồi. Nếu bị nhầm đăng ký học sinh thì nhắn vào trong cái tương tác. Cô kéo lại tương tác ở đâu thì ta sẽ được hết. Và quan trọng nhất, bản thân mình phải mới và đổi. Các thầy cô vào đây với tôi đến thời điểm này toàn là những người như vậy thôi, tuyệt vời. Và chúng ta nói rằng học liệu.vn cùng với Global Success nó mang đến thầy cô công cụ để soạn bài, giảng dạy và kết nối. Soạn bài thì nói rồi, gồm đề thi, rồi gồm các cái file nghe, rồi các thứ vân, giảng dạy thì cũng miêu tả các cái cơ bản rồi. Và kết nối là tạo lớp học để kết nối với thao bài, những công cụ mới các thầy cô. Và tôi dặn các thầy cô là phương pháp phải đi trước, còn công nghệ theo sau để phục vụ chúng ta. Như một thầy cô vừa rồi bảo là thế thì em dùng Quizy cho nó xong để em đưa Word lên cho nó được để nhận câu hỏi. Ok.
Chúng ta có nhiều lựa chọn về công cụ, nhưng đừng quên, hệ thống này là hệ thống đi kèm với sách, chứ nó không phải quy gì. Nó không phải là học quy di liệu quy, mà nó chỉ công cụ đi để hỗ trợ thôi. Nên có những cái ta kỳ vọng, ta đề nghị, nhưng đừng kỳ vọng quá vì bản chất của học. Chúng ta có hệ học liệu sinh thái, hệ số hệ sinh thái đa dạng như tôi nói. Và tôi dặn các thầy cô là dặn dò tâm sự thôi, đó là chúng ta hãy cố gắng mở trái tim ra tiếp cận hệ. Vì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị thay thế rất có thể bởi những giáo viên có công nghệ. Một số thầy cô ở vùng sâu, vùng xa khó khăn, rất cần giáo viên. Các thầy cô có thể bảo với tôi một câu là bọn em không dạy thì không có người dạy đâu thầy ạ. Tôi đồng ý. Bộ Giáo dục Đào tạo và Việt Nam đang rất đau đầu. Các thầy cô đang rất hiểu trên những sâu vùng xa khó khăn, rất cần thiết. Nhưng chúng ta hãy đừng tin vào đó để tự đánh giá thấp cái tiềm năng của thầy cô. Nói thật, tôi đi các tỉnh khó khăn tôi tập huấn, các thầy cô dùng công nghệ, nhiều thầy cô cực tốt luôn, thậm chí show cho tôi những công cụ mà tôi chưa từng biết. Có nghĩa là đồng nghiệp của chúng ta ở những vùng như chúng ta đấy, họ vẫn cứ đang cài tiến bước, tiếp nhận công nghệ mới, thì không lý gì mà chúng ta lại dừng chân tại chỗ, không dùng lúc này sẽ dùng lúc. Tôi nghĩ có lẽ là đến lúc chúng ta tạm dừng cái buổi livestream này đây, để các thầy cô, nếu chúng ta có trao đổi gì thêm, có thể có chatbox hỗ trợ. Chúc các thầy cô một ngày chủ nhật tận hưởng khoảng thời gian ấm ấm bên gia đình. Chúc các thầy cô có một tuần làm việc mới khỏe mạnh. Chúc anh chị nhận cả tuần mới nhiều năng lượng và đặc biệt. Và đặc biệt là các anh chị kỹ thuật, tôi biết các anh chị đang rất nỗ lực ở trong chat box. Vì thế các thầy cô ơi, hãy thả thật nhiều bom vào trong chat box cho tôi, để kỹ thuật, cô Then và các cô anh chị trên kỹ thuật sẽ hỗ trợ các cô trả lời nhiều nhất có thể nhé. Chúng ta có 2 tiếng comment luôn, chíu rồi. Đó. Nhưng không sao, họ sẽ lọc và họ sẽ trả lời các thầy cô. Các thầy cô có phần mềm gì hay, hãy thả đây cho tôi để hỗ trợ cho đồng nghiệp của mình, và tôi ngồi xem lại, tôi học hỏi. Tinh thần là như vậy. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Chúng ta tạm dừng cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bên hỗ trợ tôi, cảm ơn các thầy cô một lần nữa, và hẹn gặp lại offline hoặc online trong một thời gian. Thank you. Goodbye.